Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 130. Nên chấm dứt rồi. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở sau lưng người đưa tang này, cùng lúc đó, kiếm gỗ trong tay hắn trực tiếp cắt về phía gáy của người đưa tang. Người đưa tang phản ứng rất nhanh, xoay người liền đánh ra một quyền. Am! Theo một tiếng động nặng nề vang lên, người đưa tang trực tiếp bị chấn động đến ra ngoài nghìn trượng, cùng lúc đó, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị một kiếm này của Dương Diệp chấn động tới nứt ra. Người đưa tang nhìn vết nứt trên cánh tay của mình, im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cánh tay này của ngươi là cánh tay gì, không ngờ lực lượng có thể mạnh mẽ đến mức độ này. Dương Diệp không trả lời, toàn thân hắn lại hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, phía xa, trong mắt người đưa tang này lóe lên một sự tàn ác, trong phút chốc, cơ thể hắn đột nhiên bay lên trời, sau lưng hắn xuất hiện một con thú ảnh dữ tợn, ngay sau đó, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền và đánh ra. Một lực lượng cực kỳ cường đại từ trong nắm đấm của hắn chút ra, lực lượng kia mới vừa xuất hiện, kiếm quang của Dương Diệp lại bị phá tan ra. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đã giơ kiếm bổ xuống. Kiếm rơi. Luồng khí tức cường cơ đại của người đưa tang này trực tiếp bị một kiếm tách ra làm hai, cùng lúc đó, cả người Dương Diệp và kiếm đã đi tới trước mặt hắn, lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm gỗ này trực tiếp làm cho không gian xung quanh vỡ nát ra. Mà đặt mình ở trong hố đen không gian, có những năng lượng ám gia tăng, uy lực của kiếm gỗ trong tay Dương Diệp càng thêm khủng khiếp. Thấy kiếm gỗ lao tới, đồng tử của người đưa tang này co lại, hai tay hắn chợt chắp lại trước ngực. Gào! Thú ảnh phía sau hắn đột nhiên gầm lên với Dương Diệp, một lực lượng cường đại chấn động ra, lực lượng này trực tiếp làm cho không gian bên trong gần vạn dặm xung quanh bị kích động lên, bản thân Dương Diệp cũng bị lực lượng này cứng rắn ép cho ngừng lại. Lúc này, người đưa tang này chắp hai tay lại trước ngực đột nhiên cách không vỗ một cái về phía Dương Diệp. Diệt! Dứt lời, thú ảnh phía sau hắn đột nhiên giơ hai tay lên vỗ mạnh về phía Dương Diệp. Một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong khoảng không trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Lực lượng này xuất hiện trực tiếp làm cho rất nhiều kiến trúc bên trong Thiên Vũ Thành phía dưới hóa thành bột mịn. Cũng may lúc trước người bên trong Thiên Vũ Thành đã bỏ chạy, bởi vậy cũng không có người nào thương vong. Không chung, khóe miệng Dương Diệp cong lên có chút hung ác, cổ tay phải thoáng động, kiếm gỗ trong tay chấn động mạnh, trong phút chốc, chân phải của hắn chợt dẫm mạnh vào trong hư không, cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, rất nhanh, hắn trực tiếp va chạm vào lực lượng cường đại này. Phía chân trời, không gian vốn được chữa trị lại chấn động mạnh, sau đó là đổ nát chôn vùi. Lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên, hóa thành một đường kiếm quang xông về phía người đưa tang này. Phía xa, người đưa tang này hít sâu một hơi, trong phút chốc, hai tay hắn vẫy một cái, một khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, hắn nhìn về phía Dương Diệp đang xông về phía hắn. Ta chưa bao giờ từng nghĩ, ta sẽ bị một huyền giả chân cảnh nhất đoạn ép phải lấy ra lá bài tẩy của mình. Dứt lời, hai tay hắn vẫy ra hai bên, trong phút chốc, thú ảnh phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, thoáng cái, thú ảnh kia đột nhiên nhanh chóng hiện ra, lao về phía Dương Diệp. Một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong khoảng không trên đỉnh đầu của Dương Diệp, lực lượng này xuất hiện trực tiếp làm cho rất nhiều kiến trúc bên trong Thiên Vũ Thành phía dưới hóa thành bột mịn. Cũng may lúc trước người bên trong Thiên Vũ Thành đã bỏ chạy, bởi vậy cũng không có người nào thương vong. Không chung, khóe miệng Dương Diệp cong lên có chút hung ác, cổ tay phải thoáng động, kiếm gỗ trong tay chấn động mạnh, trong phút chốc, chân phải của hắn chợt dẫm mạnh vào trong hư không. Cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, rất nhanh, hắn trực tiếp va chạm vào lực lượng cường đại này. Phía chân trời, không gian vốn được chữa trị lại chấn động mạnh, sau đó là đổ nát chôn vùi. Lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên, hóa thành một đường kiếm quang xông về phía người đưa tang này. Phía xa, người đưa tang này hít sâu một hơi, trong phút chốc, hai tay hắn vẫy một cái, một khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Hắn nhìn về phía Dương Diệp đang xông về phía hắn. Ta chưa bao giờ từng nghĩ, ta sẽ bị một huyền giả chân cảnh nhất đoạn ép phải lấy ra lá bài tẩy của mình. Dứt lời, hai tay hắn vẫy ra hai bên, trong phút chốc, thú ảnh phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, thoáng cái, thú ảnh kia đột nhiên nhanh chóng hiện ra, lao về phía Dương Diệp. Tiểu tử, cẩn thận một chút,
Còn yêu thú này đến từ thượng giới, mặc dù chỉ là linh hồn thể nhưng thực lực không thể khinh thường. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói cùng kỳ. Tiểu tử, thả ta ra ngoài, loại người này, lão tử chỉ cần một hơi thở là có thể giải quyết được. Lúc này, giọng nói của Hậu Khanh cũng vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp không để ý tới Hậu Khanh, Dương Diệp không khinh thường thú ảnh trước mắt này, im lặng trong chớp mắt, một ngọn lửa rất nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, ngọn lửa này trực tiếp bọc lấy thanh kiếm gỗ trong tay hắn. Lục Đinh Thần Hỏa. Sau khi ngọn lửa bao quanh kiếm gỗ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó chân phải chợt dẫm mạnh vào trong hư không, cả người hóa thành một kiếm lửa và ánh sáng bắn ra. Rất nhanh, kiếm lửa và ánh sáng va chạm vào thú ảnh trên không trung. Hai bên vừa mới tiếp xúc, trong chớp mắt liền yên lặng. Suy, kiếm lửa và ánh sáng kia trực tiếp xuyên qua thú ảnh, thoáng cái đi tới trước mặt người đưa tang này, đồng tử của người đưa tang đột nhiên co lại, tuy nhiên đối phương tuyệt đối không ngồi chờ chết, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, một chiếc giáp mềm màu tím xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất nhanh, thanh kiếm gỗ lửa đâm vào trên giáp mềm màu tím, trong phút chốc, giáp mềm màu tím trực tiếp lõm vào trong, tuy nhiên tuyệt đối không rách. Trong lòng người đưa tang thầm thả lỏng, lại muốn tránh ra, mà lúc này, tay trái của Dương Diệp cũng đột nhiên cầm kiếm gỗ, trong phút chốc xoay tròn. Suy, kiếm gỗ trực tiếp đi qua giáp mềm màu tím, thoáng cái, cơ thể người đưa tang này trực tiếp cứng đờ, bởi vì thanh kiếm gỗ này xuyên qua lồng ngực của hắn, Lục Đinh Thần Hỏa trực tiếp lẻn đến trong cơ thể hắn. Người đưa tang ngẩn người một lát, sau đó nói, ta còn muốn xông qua Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói, kiếp sau xông đi. Dứt lời, cơ thể của người đưa tang này trực tiếp bị một ngọn lửa bao vây, thoáng cái, hắn hóa thành hư vô, chỉ trừ lại ngọn lửa. Lợi hại, không ngờ được người đưa tang lại chết ở trong tay của một huyền giả chân cảnh nhất đoạn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó kéo An Nam Tĩnh vào trong lòng, hắn không nói gì, chỉ là ôm An Nam Tĩnh như vậy. Ấy này, An Nam Tĩnh một đường đi theo hắn tới đây, bởi vì hắn mà chịu rất nhiều khổ sở. Hắn không nói xin lỗi, cũng không nói cảm ơn, bởi vì, giữa bọn họ không cần những điều này. Hai người cứ lẳng lặng nhau như vậy ôm. Người của Vũ gia tất nhiên sẽ không làm phiền bọn họ, đối với An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, bọn họ tất nhiên tán thành một vạn lần. An Nam Tĩnh tuy không phải là người của Vũ gia, nhưng trải qua chuyện lúc trước, giữa An Nam Tĩnh cùng Vũ gia đã có tình cảm rất sâu đậm. Ít nhất, sau này nếu như Vũ gia có cần trợ giúp, An Nam Tĩnh nhất định sẽ không từ chối. An Nam Tĩnh cùng với Dương Diệp, điều này có nghĩa là gì? Thử hỏi, An Nam Tĩnh giúp Vũ gia, Dương Diệp sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tuy nhiên, trong lòng Vũ Vân vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì người của Thiên Trụ Sơn hình như muốn gây phiền phức cho Dương Diệp, An Nam Tĩnh theo Dương Diệp. Nói tóm lại, nửa phúc nửa họa, khụ. Lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên ở trong không trung. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh tách ra, Dương Diệp nhìn về phía xa, nơi đó, các nàng Dương Liêm Sương lẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Dương Liêm Sương mỉm cười. Không có quấy rầy đến các ngươi chứ? Dương Diệp không trả lời, liếc nhìn đám người minh nữ, xê sau đó nói. Giết được bao nhiêu? Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Giết khoảng 20 người, tuy nhiên, doanh vực cùng 5 gia chủ đại gia tộc đã tê cao ốn được. Không có việc gì. Dương Diệp nói. Trải qua lần này, người của 5 đại thế gia đều đã tổn thương nặng nề, bây giờ bọn họ không thể gây ra được sóng gió gì. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta muốn phản công, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phản công. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Chúng ta muốn giải quyết 5 đại thế gia này trước khi những người ở Thiên Trụ Sơn đến, nếu không, đến lúc đó chúng ta sẽ trước sau đều có địch. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Người Thiên Trụ Sơn là chuyện riêng của ta, bản thân ta đi đối mặt là được. Dương Liêm Sương nhíu mày. Ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là chuyện riêng của ngươi? Ta cho ngươi biết, chuyện của ngươi chính là chuyện của Dương gia. Người của Dương gia chia ngọt sẻ bùi, gặp nạn cũng phải cùng nhau đối đầu. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, hắn biết Dương Liêm Sương không phải đã nói suông, lôi kéo lòng người. Bởi vì Dương Liêm Sương không phải là loại người như vậy, đối phương cũng xem thường chơi thủ đoạn nhỏ này.
Dương Diệp đang muốn nói gì đó, lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Hơn nữa, thông qua chuyện này ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Thiên Trụ Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho những người có liên hệ với ngươi. Cho nên, chúng ta phải nắm tay cùng nhau đối mặt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Dương Liêm Sương nói. Ta quyết định ngày mai lại xuất phát, mục tiêu là Doanh Gia. Trước hết phải tiêu diệt Doanh Gia kẻ đi đầu này, để bọn họ như rắn mất đầu, mấy đại thế gia còn lại cũng dễ thu thập. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Vũ Dạ của Vũ Gia. Vũ tiền bối, ngươi thấy thế nào? Vũ Dạ tất nhiên hiểu rõ ý của Dương Liêm Sương, im lặng trong chớp mắt, hắn khẽ gật đầu. Vũ Gia nguyện cùng tiến cùng lùi với Dương Gia. Nghe vậy, Dương Liêm Sương lập tức khẽ cười, có Vũ Gia gia nhập, cơ hội bọn họ tiêu diệt Doanh Gia tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì sao không xuất phát bây giờ? Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên nói. Dương Liêm Sương nói. Trước đó đánh một trận, tất cả mọi người đã tiêu hao quá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hơn nữa, bất kể là Vũ Gia ngươi hay là Dương Gia ta đều cần chuẩn bị một chút. Đánh bất ngờ, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới đánh được. Một ngày là đủ. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Dương Liêm Sương nhìn về phía Vũ Dạ. Vũ tiền bối, chúng ta bàn bạc chuyện tiếp theo được không? Vũ Dạ khẽ gật đầu. Mời. Dứt lời, hai người đồng thời lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn về phía đám người minh nữ, sau đó bấm tay bắn ra, hơn 20 viên năng lượng châu xuất hiện ở trước mặt đám người minh nữ. Cố gắng tĩnh dưỡng một lát, ngày mai còn cần các nàng trợ giúp. Đối với đám người minh nữ, hắn tất nhiên sẽ không khách sáo, cũng không cần thiết phải làm vậy. Đám người minh nữ nhận lấy năng lượng châu, sau đó lập tức biến mất. Lần này, các nàng tìm đến nhờ Dương Diệp giúp, nhưng cũng là tới để giúp Dương Diệp. Ở trong một gian phòng, Dương Diệp kéo tay An Nam Tĩnh bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Khôi phục. Giúp An Nam Tĩnh khôi phục cánh tay, tuy cánh tay của An Nam Tĩnh là bị lực lượng đặc biệt chặt đứt, nhưng đối với Hồng Mông tử khí cũng không phải là chuyện gì khó. Qua một canh giờ sau, được sự giúp đỡ của Hồng Mông tử khí, cánh tay của An Nam Tĩnh đã một lần nữa mọc ra. Tuy nhiên, Liệt Thiên lại không có cách nào khôi phục được. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu An Nam Tĩnh, sau đó nói. Không có việc gì, sau này tìm một cái tốt hơn là được. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nàng cầm Liệt Thiên đã tách ra thành hai nữa, nói. Sau này, ta lại sử dụng hai thương. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được, sau này chúng ta tìm cách đúc lại Liệt Thiên. Liệt Thiên theo nàng nhiều năm như vậy, phần tình cảm này, làm sao có thể nói buông là buông được. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Liệt Thiên trước mặt, trong mắt có một chút đau thương. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, thoáng cái, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, trong gian phòng có thêm một người. Người này chính là Dương Liêm Sương. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói. Doanh gia phái người đến. Làm gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cầu hòa. Cầu hòa. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó kéo An Nam Tĩnh vào trong lòng. Hắn không nói gì, chỉ là ôm An Nam Tĩnh như vậy. Ấy này. An Nam Tĩnh một đường đi theo hắn tới đây. Bởi vì hắn mà chịu rất nhiều khổ sở. Hắn không nói xin lỗi, cũng không nói cảm ơn. Bởi vì, giữa bọn họ không cần những điều này. Hai người cứ lẳng lặng nhau như vậy ôm. Người của Vũ Gia tất nhiên sẽ không làm phiền bọn họ. Đối với An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, bọn họ tất nhiên tán thành một vạn lần. An Nam Tĩnh tuy không phải là người của Vũ Gia, nhưng trải qua chuyện lúc trước, giữa An Nam Tĩnh cùng Vũ Gia đã có tình cảm rất sâu đậm. Ít nhất. Sau này nếu như Vũ Gia có cần trợ giúp, An Nam Tĩnh nhất định sẽ không từ chối. An Nam Tĩnh cùng với Dương Diệp, điều này có nghĩa là gì? Thử hỏi, An Nam Tĩnh giúp Vũ Gia, Dương Diệp sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tuy nhiên, trong lòng Vũ Vấn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì người của Thiên Trụ Sơn hình như muốn gây phiền phức cho Dương Diệp, An Nam Tĩnh theo Dương Diệp. Nói tóm lại, nửa phúc nửa họa. Khụ. Lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên ở trong không trung. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh tách ra, Dương Diệp nhìn về phía xa, nơi đó, các nàng Dương Liêm Sương lẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Dương Liêm Sương mỉm cười. Không có quấy rầy đến các ngươi chứ?
Dương Diệp không trả lời, liếc nhìn đám người minh nữ, xê sau đó nói. Giết được bao nhiêu? Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Giết khoảng 20 người, tuy nhiên, doanh vực cùng 5 gia chủ đại gia tộc đã tê cao ốn được. Không có việc gì. Dương Diệp nói. Trải qua lần này, người của 5 đại thế gia đều đã tổn thương nặng nề, bây giờ bọn họ không thể gây ra được sóng gió gì. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta muốn phản công, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phản công. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Chúng ta muốn giải quyết 5 đại thế gia này trước khi những người ở Thiên Trụ Sơn đến, nếu không, đến lúc đó chúng ta sẽ trước sau đều có địch. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Người Thiên Trụ Sơn là chuyện riêng của ta, bản thân ta đi đối mặt là được. Dương Liêm Sương nhíu mày. Ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là chuyện riêng của ngươi? Ta cho ngươi biết, chuyện của ngươi chính là chuyện của Dương gia. Người của Dương gia chia ngọt sẻ bùi, gặp nạn cũng phải cùng nhau đối đầu. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, hắn biết Dương Liêm Sương không phải đã nói suông, lôi kéo lòng người. Bởi vì Dương Liêm Sương không phải là loại người như vậy, đối phương cũng xem thường chơi thủ đoạn nhỏ này. Dương Diệp đang muốn nói gì đó, lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Hơn nữa, thông qua chuyện này ngươi còn chưa phát hiện ra sao. Thiên Trụ Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho những người có liên hệ với ngươi. Cho nên, chúng ta phải nắm tay cùng nhau đối mặt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Dương Liêm Sương nói. Ta quyết định ngày mai lại xuất phát, mục tiêu là Doanh gia. Trước hết phải tiêu diệt Doanh gia kẻ đi đầu này, để bọn họ như rắn mất đầu, mấy đại thế gia còn lại cũng dễ thu thập. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Vũ Dạ của Vũ gia. Vũ tiền bối, ngươi thấy thế nào? Vũ Dạ tất nhiên hiểu rõ ý của Dương Liêm Sương, im lặng trong chớp mắt, hắn khẽ gật đầu. Vũ gia nguyện cùng tiến cùng lùi với Dương gia. Nghe vậy, Dương Liêm Sương lập tức khẽ cười, có Vũ gia gia nhập, cơ hội bọn họ tiêu diệt Doanh gia tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì sao không xuất phát bây giờ? Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên nói. Dương Liêm Sương nói, trước đó đánh một trận, tất cả mọi người đã tiêu hao quá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hơn nữa, bất kể là Vũ gia ngươi hay là Dương gia ta đều cần chuẩn bị một chút. Đánh bất ngờ, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới đánh được. Một ngày là đủ. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Dương Liêm Sương nhìn về phía Vũ Dạ. Vũ tiền bối, chúng ta bàn bạc chuyện tiếp theo được không? Vũ Dạ khẽ gật đầu. Mời. Dứt lời, hai người đồng thời lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn về phía đám người minh nữ, sau đó bấm tay bắn ra, hơn 20 viên năng lượng châu xuất hiện ở trước mặt đám người minh nữ. Cố gắng tĩnh dưỡng một lát, ngày mai còn cần các nàng trợ giúp. Đối với đám người minh nữ, hắn tất nhiên sẽ không khách sáo, cũng không cần thiết phải làm vậy. Đám người minh nữ nhận lấy năng lượng châu, sau đó lập tức biến mất. Lần này, các nàng tìm đến nhờ Dương Diệp giúp, nhưng cũng là tới để giúp Dương Diệp. Ở trong một gian phòng, Dương Diệp kéo tay An Nam Tĩnh bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Khôi phục. Giúp An Nam Tĩnh khôi phục cánh tay, tuy cánh tay của An Nam Tĩnh là bị lực lượng đặc biệt chặt đứt, nhưng đối với Hồng Mông tử khí cũng không phải là chuyện gì khó. Qua một canh giờ sau, được sự giúp đỡ của Hồng Mông tử khí, cánh tay của An Nam Tĩnh đã một lần nữa mọc ra. Tuy nhiên, Liệt Thiên lại không có cách nào khôi phục được. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu An Nam Tĩnh, sau đó nói. Không có việc gì, sau này tìm một cái tốt hơn là được. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nàng cầm Liệt Thiên đã tách ra thành hai nữa, nói. Sau này, ta lại sử dụng hai thương. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được, sau này chúng ta tìm cách đúc lại Liệt Thiên. Liệt Thiên theo nàng nhiều năm như vậy, phần tình cảm này, làm sao có thể nói buông là buông được. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Liệt Thiên trước mặt, trong mắt có một chút đau thương. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, thoáng cái, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, trong gian phòng có thêm một người, người này chính là Dương Liêm Sương. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói. Doanh gia phái người đến. Làm gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cầu hòa, cầu hòa, cầu hòa. Không thể không nói,
khi nghe Dương Liêm Sương nói vậy. Dương Diệp có chút sửng sốt, bởi vì hắn không ngờ được Doanh gia lại có thể cầu hòa. Thoáng cái, Dương Diệp cười lạnh. Cầu hòa, bây giờ mới nghĩ tới cầu hòa sao? Cầu đại gia nhà hắn. Trải qua lần này, Doanh gia bị tổn thương nặng nề, lúc này, bọn họ đang cần thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên, cầu hòa là giả, nghỉ ngơi lấy lại sức mới là thật. Một khi để bọn họ lấy lại sức lực, sau này đối phương nhất định sẽ ở phía sau bọn họ đâm bọn họ một đao. Dương Liêm Sương liếc nhìn Dương Diệp. Ý của ngươi là từ chối sao? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, ngươi sẽ không muốn cầu hòa chứ? Dương Liêm Sương lắc đầu. Chỉ có người ngu xuẩn mới có thể đi cầu hòa với bọn họ. Lần này ta tới tìm nô ngươi không phải vì chuyện này. Hai canh giờ sau, chúng ta sẽ đi tới Doanh gia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đã cơ trông còn đáng ngại nữa, An Nam tính thương cũng đã khôi phục rồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Lần này, phải hoàn toàn tiêu diệt Doanh gia sao? Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Mỗi một thế gia đều có con át chủ bài cuối cùng của bọn họ, chỉ có ở thời điểm quan trọng mới có thể sử dụng lá bài tẩy này. Ta không biết Doanh gia có con át chủ bài là gì, nhưng cái này cũng không quan trọng, không quan tâm bọn họ có con át chủ bài nào, lần này, chúng ta cũng không thể không đi tới Doanh gia. Cho dù không diệt hết Doanh gia, cũng phải làm cho Doanh gia thương gân động cốt, để bọn họ rời khỏi sân khấu của Trung Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp nói, tốt nhất là để bọn họ biến mất khỏi Trung Thiên Vũ Trụ. Dương Liêm Sương liếc nhìn Dương Diệp. Nếu như có thể làm vậy thì đương nhiên là tốt nhất. Hai canh giờ sau sẽ tập trung ở ngoài thành, người đừng có tới muộn. Dứt lời, thân hình nàng run lên và lập tức biến mất. Trong gian phòng, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó trở lại bên trong Hồng Mông Tháp. Mới vừa vào Hồng Mông Tháp, Hậu Khanh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu tử, rốt cuộc phải làm thế nào thì ngươi mới bằng lòng thả ta ra ngoài? Hậu Khanh quyết định ngả bài. Dương Diệp liếc nhìn Hậu Khanh, sau đó nói. Là bản thân ngươi tiến vào. Hậu Khanh khóe miệng thoáng co giật. Tiểu tử, ta thừa nhận, ta sai rồi. Bây giờ, ta muốn nói với ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả ta ra ngoài, ngươi dù sao cũng không khả năng nhốt ta cả đời chứ. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tiền bối, thực lực ngươi mạnh như vậy, ta thả ngươi ra ngoài, nếu như ngươi ra tay với ta, khi đó, ta tìm ai giúp đỡ đây? Hơn nữa, ngươi biết ta có bảo vật này. Nếu như ngươi truyền đi, ta có 10 cái mạng cũng không đủ để chết đâu. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một lát, sau đó lại nói. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng nhốt tiền bối cả đời. Chờ một ngày kia ta có thực lực vượt qua tiền bối không uy hiếp với ta nữa, ta sẽ để tiền bối ra ngoài, thế nào? Vẻ mặt Hậu Khanh có chút khó coi. Tiểu tử, thực lực ngươi vượt qua ta sao? Vậy ta phải đợi đến ngày tháng năm nào chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, hắn nhìn về phía Hậu Khanh. Điều này không rất đơn giản sao? Hậu Khanh, phụ tộc ngươi có vô thuật cùng thuật luyện thể rất mạnh mẽ, ngươi chỉ điểm cho tiểu tử này đi, lấy này thiên phú của tiểu tử này, cộng thêm chỉ đạo của ngươi, muốn vượt qua ngươi cũng không là chuyện gì khó. Thuật luyện thể. Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Thuật luyện thể của vu tộc rất mạnh sao? Nói nhảm. Cùng Kỳ nói. Ở thượng giới, thuật luyện thể của vu tộc rất có tiếng. Biết vì sao hắn chỉ còn lại có cái đầu mà vẫn có thể sống không? Bởi vì thuật luyện thể đấy. Tiểu tử, nếu như ngươi không có kiếm gỗ này, cho dù hắn để ngươi chém 100 kiếm cũng không có vấn đề gì. Nghe thấy Cùng Kỳ nói vậy, trong mắt Hậu Khanh lóe lên một tia đắc ý cùng cao ngạo. Tiểu tử, hắn nói không sai. Phu tộc ta có thuật luyện thể mạnh nhất trong tất cả chủng tộc thượng giới, cho dù là một ít yêu thú cường đại của yêu tộc ở trước mặt phu tộc ta, cơ thể của bọn họ đều sẽ buồn bã thất sắc. Cùng Kỳ nói. Hắn nói những lời này cũng không phải là khoác lác, cho dù là cơ thể bản thể của ta cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Dương Diệp có chút nghi ngờ liếc nhìn Hậu Khanh, lúc này, Hậu Khanh tức giận nói. Tiểu tử, ngươi không tin à? Tới đây, chém ta vài kiếm xem. Đừng sử dụng kiếm gỗ này. Dương Diệp lắc đầu. Không phải là không tin, chỉ là ta nghe nói, tiền bối đã từng thiếu chút nữa bị một vị kiếm tu.
Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, biểu tình Hậu Khanh cứng đờ, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên rất khó coi. Qua vài hơi thở, vẻ mặt Hậu Khanh dần dần khôi phục lại bình thường. Người kia rất mạnh. Người kia tất nhiên là chỉ Tiêu Giao Tử. Rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Ở trong những người ta quen biết, chỉ có kiếm đạo của một người là có thể chống lại hắn. Ai? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Hậu Khanh hơi trầm ngâm. Nhân quân nắm giữ nhân giới cũng chính là chủ nhân thật sự của thanh kiếm gỗ này. Mà kiếm đạo của nhân quân này, từ trên trình độ nào đó mà nói, kiếm đạo của người kia càng thêm đáng sợ. Vì sao? Dương Diệp tiếp tục hỏi. Hậu Khanh đạo. Kiếm đạo của hắn không có chút tạp chất, thuần túy đến mức độ cao nhất. Trong lòng của hắn chỉ có kiếm. Sở dĩ hắn có thể tổn thương ta, chính bởi vì kiếm của hắn là thuần túy nhất. Kiếm đạo của hắn đã sắp đạt được cảnh giới, đạo, hoặc nói, đã đạt được. Đạo. Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp. Sau Minh chính là đạo. Cái, đạo, này là khó khăn nhất, cho dù là một ít cổ tu giả cũng dừng lại ở trước, đạo, này. Tuy nhiên, kiếm đạo của hắn có chỗ thiếu hụt, nếu như sự thiếu sót này không được bù đắp, vậy thành tựu kiếm đạo của hắn chung quy có hạn. Chỗ thiếu hụt nào? Dương Diệp càng thêm tò mò, bởi vì kiếm tiên Lý Thái Bạch cũng đã từng nói, kiếm đạo của Tiêu Giao Tử có chỗ thiếu hụt, hình như bản thân Tiêu Giao Tử cũng biết. Tình, Hậu Khanh đạo, vạn vật tương khắc cũng tương sinh, lại giống như âm dương, một chính một phụ mới là viên mãn. Kiếm của hắn đã nhanh đạt được tới mức độ vô tình cao nhất, nhưng nếu như hắn không thể cảm nhận tình đạo trong thế gian tình, kiếm đạo của hắn chung quy sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó, không có cách nào tiến thêm được nửa tấc. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có thêm một sự nghi ngờ. Thế nào? Dương Diệp hỏi, Hậu Khanh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Tiểu tử, người biết chỗ thiếu hụt lớn nhất trong kiếm đạo của mình là gì không? Là gì? Dương Diệp hỏi. Thuần túy. Hậu Khanh đạo. Kiếm đạo của ngươi dính chữ, tình, có thể nói là chữ này làm cho kiếm đạo của ngươi trở nên mạnh hơn. Nói đến đây. Hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó khẽ nói. Hai người các ngươi đúng là hai cực trái ngược. Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Đừng nói những chuyện này nữa. Hậu Khanh, người dạy thuật luyện thể của Vu tộc cho tiểu tử này, ta cảm thấy tiểu tử này thích hợp tu luyện thuật luyện thể của Vu tộc ngươi. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp. Đúng là rất thích hợp, tuy nhiên thuật luyện thể của Vu tộc ta làm sao có thể truyền cho nhân loại được. Dứt lời. Nó trực tiếp biến mất. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Hắn sẽ hồi tâm chuyển ý thôi, bởi vì hắn không có sự lựa chọn. Dương Diệp nhún vai. Hy vọng vậy. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước lò luyện đan. Tiền bối có việc gì sao? Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Tiểu tử, bất kể là Cùng Kỳ hay là Hậu Khanh, người đều phải cẩn thận một chút. Trên người ngươi mang chí bảo của nhân tộc, nếu như bọn họ truyền đi, khi đó sẽ có vô số đại năng Vu tộc cùng yêu tộc tới tìm ngươi. Tiểu tử, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không muốn gặp lại cảnh tượng kia đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không chỉ phải đề phòng yêu tộc cùng Vu tộc, nhân tộc cũng phải đề phòng. Có đôi khi, loài người càng đáng sợ hơn. Dương Diệp cười gượng. Tiền bối. Dù thế nào ta cũng coi như là truyền nhân của chủ nhân ngươi, nếu như ta đi tới thượng giới, lão nhân gia sẽ không che chở cho ta sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, vì chủ nhân rất có khả năng đang bế quan tìm hiểu đại đạo. Nếu như mọi người biết ngươi là chủ nhân đời tiếp theo của Hồng Mông Tháp được chủ nhân tán thành, rất nhiều người ít nhiều sẽ nể mặt hắn, không tìm ngươi gây phiền toái, cũng không dám tìm ngươi gây phiền toái. Vấn đề là bây giờ ai biết ngươi được chủ nhân tán thành chứ? Dương Diệp. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cho nên, vẫn phải mình cố gắng lên, tự mình mạnh mẽ mới là vương đạo, không phải sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau khi nói chuyện phiếm cùng Lục Đinh Thần Hỏa, hắn liền rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài Thiên Vũ Thành, lúc này đám người Dương Liêm Sương đã tập trung ở đây. Dương Liêm Sương cộng thêm đám người minh nữ và vũ giả cùng 15 cường giả chân cảnh của vũ gia, đội hình này đã đủ để nghiền ép doanh gia. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó cười nói.
Lần này phải khiến cho Doanh gia xóa tên khỏi cõi đời này. Đi thôi. Dứt lời, một đường kiếm quang phóng lên cao, thoáng cái đã biến mất ở trong tinh không vô tận. Đám người Dương Liêm Sương theo sát phía sau. Thiên Hoang tinh vực. Lúc này, có thể nói là người trong Thiên Hoang thành đang bàng hoàng. Trước đó, Doanh gia và các thế gia bao vây tấn công Vũ gia, không chỉ không có khả năng giết chết Dương Diệp, trái lại còn làm cho Doanh gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ lấy thực lực của Vũ gia căn bản không có cách nào ở đối đầu với liên thủ giữa Dương gia cùng Vũ gia. Mà lấy tính cách của Dương Diệp, hắn sẽ bỏ qua cho Doanh gia sao? Chắc chắn sẽ không. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở trong toàn bộ không trung của Thiên Hoang Thành. Giây phút nghe thấy tiếng kiếm ngân này, vẻ mặt của vô số người Doanh gia lập tức trắng bệch. Dương Diệp tới. Trên không trung Thiên Hoang Thành đột nhiên xuất hiện một đám người. Dẫn đầu chính là Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, còn có Vũ Dạ. Khi đám người Dương Diệp xuất hiện ở trên không trung Thiên Hoang Thành, Doanh Vực cùng Doanh Khánh cũng xuất hiện, từ phía xa nhìn đám người Dương Diệp. Dương Diệp chỉ vào Thiên Hoang Thành đã được sửa chữa bên dưới, sau đó nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Thành này đừng xây, sao các ngươi cứ không nghe thế? Doanh Vực nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, Doanh gia ta chịu tội. Doanh gia ta bằng lòng trả lại tất cả thế giới của Dương gia, từ đó về sau, Doanh gia ta tuyệt đối không đối địch với Dương gia nữa. Cầu hòa à! Dương Diệp khẽ cười, rất nhanh, nụ cười của hắn trở nên dữ tợn, trong phút chốc, hắn giơ kiếm chém về phía bên dưới. Suy! Kiếm khí tiến vào Thiên Hoang Thành trực tiếp bị phân làm hai nửa. Kiếm thu lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Vực. Cầu hòa! Con mẹ nó sao ngươi không sớm qua? Cầu hòa. Doanh gia thật sự muốn cầu hòa sao? Tất nhiên là không phải. Bây giờ Doanh gia không phải muốn cầu hòa, mà là không thể không cầu hòa. Bởi vì bọn họ bây giờ căn bản không có cách nào đối đầu với sự liên thủ của Dương gia cùng Vũ gia. Thử hỏi, nếu như Doanh gia còn có thực lực như trước đây, bọn họ sẽ cầu hòa sao? Hơn nữa, Dương Diệp tin tưởng, cho dù bây giờ bắt tay giảng hòa cùng Doanh gia, nhưng sau này chỉ cần cho Doanh gia cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ ở sau lưng đâm hắn một đao. Nhân từ. Ở thế giới này, từ lâu đã không thể nhân từ. Bởi vì nhân từ của ngươi có thể sẽ làm cho ngươi cùng người nhà của ngươi rơi vào đường cùng. Thả kẻ địch này đi, mấy ngày sau kẻ địch lại tới tìm hắn gây phiền phức, Dương Diệp hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bây giờ, cho dù trả giá một chút, hắn cũng phải vĩnh viễn xóa bỏ phiền toái này đi. Phía xa, Doanh Vực nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, Dương Diệp, ta biết, Doanh gia ta bây giờ thế yếu, nhưng nếu như Doanh gia ta cùng các ngươi đổ máu, các ngươi cũng sẽ tổn thương nặng nề, như vậy đưa lối với người nào cũng không có lợi. Chúng ta, bớt nói những lời thối tha đó cho lã tử. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chịch về phía Doanh Vực. Hôm nay lão tử tới đây chính là cùng các ngươi đổ máu. Dứt lời, chân phải của hắn chợt giẫm một cái. Cả người hát cao á thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía Doanh Vực này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Doanh Vực cùng Doanh Khánh rất khó coi, mẹ nó Dương Diệp hoàn toàn bị điên rồi, căn bản không có cách nào nói chuyện được. Lúc này, kiếm đã tới. Doanh Vực không rảnh suy nghĩ tới chuyện gì khác, hắn thu hồi mạch suy nghĩ, hai tay hắn đặt lên nhau, sau đó chợt đẩy về phía trước mặt. Một lực lượng cường đại từ trong hai tay hắn phát ra. Lực lượng này lập tức va chạm vào kiếm quang của Dương Diệp. Ở đó, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, Doanh Vực trực tiếp bị đẩy đến hơn trăm trượng. Dương Diệp lại phải ra tay lần nữa, mà lúc này, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện ở phía sau Doanh Vực. Những người này có người của Doanh gia, nhưng phần lớn đều là thế gia khác. Dẫn đầu chính là gia chủ Lục gia Lục Vân Thiên, gia chủ Lý gia. Còn có gia chủ Tần gia cùng với gia chủ Vương gia. Mấy gia chủ đại thế gia đều không phải là kẻ ngu dốt, bọn họ tự nhiên biết, nếu để cho Dương gia thu thập Doanh gia, vậy kế tiếp chắc chắn chính là bọn họ. Cho nên, lúc này bọn họ phải đoàn kết với nhau, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đối đầu được với Dương gia. Lúc này, Doanh Vực nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương, năm nhà chúng ta bây giờ tuy không lớn bằng lúc trước, nhưng liên thủ lại. Cho dù không thắng được Dương gia cùng Vũ gia ngươi vẫn có thể liều mạng với các ngươi khiến cho cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn này Vũ Dạ.
Hai vị, ở trung thiên vũ trụ này, ngoại trừ 8 thế gia lớn chúng ta, còn có thế lực khác ẩn nấp, một khi chúng ta liều mạng, sẽ chỉ có lợi cho người khác. Hắn không có nói chuyện với Dương Diệp nói, bởi vì hắn biết có nói cũng không có tác dụng. Dương Diệp sẽ suy nghĩ tới những điều này sao? Không, Dương Diệp căn bản sẽ không suy nghĩ những điều này. Ở trong lòng hắn, Dương Diệp chính là một kẻ lỗ mãng. Vũ Dạ do dự một lúc, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Xương, Dương Liêm Xương lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt doanh vực này lập tức khóc coi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đám người doanh vực. Cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Trước đây, năm nhà các ngươi thật sự có thực lực này, nhưng bây giờ, các ngươi đã không thể làm được điều đó nữa. Đương nhiên, cho dù có năng lực này cũng vô dụng thôi. Bây giờ không liều mạng cùng các ngươi, chờ các ngươi nghỉ ngơi một thời gian, tới khi đó, chúng ta còn tổn thất lớn hơn nữa. Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào. Không cần nói mấy lời thối tha đó làm gì. Ngày hôm nay, không phải năm nhà các ngươi biến mất trên đời thì chính là Dương gia chúng ta cùng Vũ gia biến mất. Dứt lời, chân phải của hắn chợt giẫm một cái, cả người trực tiếp biến mất. Phía xa, vẻ mặt doanh vực này trở nên dữ tợn. Nếu như vậy, mọi người lại ngọc đá đều nát, giết. Dứt lời, hắn cũng lập tức biến mất. Cùng lúc đó, thiên hoang thành bên dưới đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên phóng lên cao, những chùm tia sáng liên tiếp bắn nhanh về phía đám người Dương Liêm Xương. Trận pháp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Vũ Dạ có chút nghiêm trọng. Mỗi một thế giới đều có đại trận phòng hộ, những đại trận vẫn có uy hiếp rất lớn đối với cường giả chân cảnh. Ban đầu, bên phía bọn họ có ưu thế, nhưng doanh gia có đại trận phòng hộ này, ưu thế của bọn họ đã không còn sót lại chút nào. Tuy nhiên lúc này bọn họ hiển nhiên sẽ không rút đi. Dương Liêm Xương nhìn về phía Minh Nữ cùng An Nam Tĩnh bên cạnh. Chúng ta ngăn cản, hai người các ngươi đi phía dưới phá hỏng trận pháp kia, thế nào? Hai nàng khẽ gật đầu, không nói bất kỳ nói nào, sau đó cơ thể thoáng động, chạy nhanh về phía thiên hoang thành bên dưới. Lúc này, doanh vực đang giao đấu cùng Dương Diệp phía xa vội vàng nói. Ngăn cản các nàng. Vừa dứt lời, Lục Vân Thiên cùng Doanh Khánh trực tiếp lao về phía An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ. Minh Nữ đang muốn ra tay, lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Người đi, ta ngăn cản bọn họ. Minh Nữ liếc nhìn An Nam Tĩnh và không nói gì, nàng xoay người thân hình lóe lên, lao về phía bên dưới kia. Doanh Khánh biến sắc, lại muốn đuổi theo Minh Nữ. Lúc này, một thanh trường thương, nói chính xác là nửa thanh trường thương đột nhiên cắt qua không trung đi tới trước mặt Doanh Khánh, lực lượng ẩn chứa trong đó cường đại tới mức làm cho Doanh Khánh biến sắc, hắn không dám khinh thường, vội vàng ngừng lại, sau đó chợt đánh ra một quyền. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Doanh Khánh trực tiếp bị đẩy đến hơn trăm trượng, An Nam Tĩnh tuyệt đối không thừa thắng xông lên, mà thân hình run lên, đi tới trước mặt Lục Vân Thiên, tiếp theo. Nửa thanh trường thương trong tay nàng chợt đâm một cái. Lục Vân Thiên đã từng thấy thực lực của An Nam Tĩnh, tất nhiên không dám có chút sơ suất nào với một thương này. Cổ tay hắn thoáng động, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường thương, sau đó đâm ra. Ầm! Lục Vân Thiên mang theo thương trực tiếp lùi đến hơn trăm trượng. Phía xa, hai tay An Nam Tĩnh đều cầm nửa thanh liệt thiên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân Thiên cùng với Doanh Khánh, đường này không thông. Doanh Khánh cùng Lục Vân Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người trực tiếp biến mất, mà vào giây phút hai người biến mất, An Nam Tĩnh cũng đồng thời lập tức biến mất. Cứ như vậy, ba người trực tiếp chiến đấu với nhau. Tuy Doanh Khánh cùng Lục Vân Thiên đều là cường giả chân cảnh ngũ đoạn, nhưng An Nam Tĩnh lấy một địch hai hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ngược lại, Doanh Khánh cùng Lục Vân Thiên càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì có chút lơ là, hai người bọn họ sẽ bị An Nam Tĩnh giết chết. An Nam Tĩnh có ý thức chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Trên không trung, tuy số lượng cường giả doanh gia không bằng Dương gia, nhưng dựa vào đại trận thủ hộ, bọn họ vẫn miễn cưỡng chống lại thế tấn công của Dương gia. Nhưng, điều này tuyệt đối không tiếp tục được bao lâu. Khoảng chừng một khắc sau, bên dưới, thiên hoang thành đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, thoáng cái, vòng sáng rất lớn che phủ cả thiên hoang thành đột nhiên mở đi. Ngay sau đó, những chùm tia sáng này đột nhiên biến mất. Trận pháp bị phá. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy,
sắc mặt mọi người doanh gia ở Dieto lập tức thay đổi. Không chỉ đám người doanh gia, vào thời khắc này vẻ mặt người của các thế gia còn lại cũng có chút khó coi. Không có đại trận thủ hộ, bọn họ làm thế nào đối đầu được với đám người Dương Diệp? Lúc này, phía xa Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía đám người doanh vực. Doanh gia, hôm nay có thể xóa tên. Dứt lời, nàng cùng đám người vũ dạ trực tiếp xông về phía đám người doanh vực. Đúng lúc này, doanh vực đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Gọi tổ. Một đài ánh sáng rất lớn đột nhiên từ dưới phương thiên thành phóng lên cao, thoáng cái, đài ánh sáng kia đi tới trong không trung và nhẹ nhàng rung động, dần dần, một nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa xuất hiện ở trên đài tròn kia. Tổ tiên doanh gia. Ở đó, tất cả mọi người đều ngừng lại. Vẻ mặt đám người Dương Liêm Sương có chút nghiêm trọng, mặc dù tổ tiên này của doanh gia chỉ là một tinh phách, nhưng cũng không thể khinh thường. Phải biết rằng, trước đây sau khi tổ tiên Dương gia xuất hiện, trong nháy mắt đã có thể giết chết gần 30 vị cường giả chân cảnh của doanh gia và các thế gia khác. Người như thế đã từng vượt qua chân cảnh lục đoạn. Nhìn thấy nam tử trung niên này, đám người doanh gia ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt doanh vực này cũng buông lỏng. Thật ra, đây là con bài chưa lật cuối cùng của doanh gia, hắn vốn không muốn dùng tới, bởi vì chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng hắn biết, nếu như không sử dụng, doanh gia có khả năng sẽ thật sự phải chết. Lúc này, doanh gia thật sự đã đến đường cùng. Phía xa, nam tử trung niên nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, vẻ mờ mịt trong mắt hắn dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn doanh vực của doanh gia. Chưa từng nghĩ tới doanh gia lại xuống dốc như vậy. Nghe vậy, vẻ mặt đám người doanh vực lập tức nóng bừng, doanh vực cung kính thi lễ nam tử trung niên. Tử tôn không có năng lực, đã khiến cho tổ tiên mất thể diện. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Không sao, có thịnh vượng lại có suy sụp, không có bất kỳ một gia tộc nào có thể vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, lại liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh cùng đám người minh nữ, dần dần, trong mắt hắn có vẻ nghiêm trọng. Thiên tài cũng quá nhiều đi. Im lặng trong chớp mắt, ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Việc đã đến nước này, ta nghĩ có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa, cho nên, ra tay đi. Để cho ta xem thử, yêu nghiệt tuyệt thế của Dương gia đời này mạnh mẽ đến trình độ nào. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi tới hay là ta tới? Dương Liêm Sương nói. Ngươi là nam nhân, ngươi tới đi. Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp thoảng co giật, nữ nhân này. Không nói gì thêm, hắn quay đầu lại nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, trong phút chốc. Kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn, rất nhanh, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào. Theo huyền khí điên cuồng phun ra, kiếm gỗ trong tay hắn bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nam tử trung tuổi kia liếc nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, sau. Đó nói, kiếm tốt, kiếm là kiếm tốt, cũng không biết chủ nhân của nó có thực lực như thế nào. Dương Diệp nói, ngươi sẽ lập tức biết thôi. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Vào giây phút đó, nam tử trung niên đột nhiên đưa hai ngón tay ra. Trong nháy mắt, ở đó yên tĩnh trở lại, lúc này, Dương Diệp đã ở trước mặt nam tử trung niên, kiếm gỗ này cách giữa chân mày của nam tử trung niên không đến ba tấc, kiếm gỗ không có cách nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì hai ngón tay của nam tử trung niên đã kẹp lấy kiếm gỗ của Dương Diệp. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp. Chỉ như vậy thôi sao? Dĩ nhiên không phải. Tấm bùa trên cánh tay phải của Dương Diệp đột nhiên biến mất, trong phút chốc, tay phải hắn nắm kiếm gỗ, thoáng cái. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nam tử trung tuổi kia cùng đài ánh sáng hình tròn trực tiếp bị đẩy đến hơn trăm trượng, cùng lúc đó, nam tử trung tuổi kia trực tiếp mở ảo. Đúng lúc này, Dương Diệp và kiếm lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia, trong phút chốc, rất nhiều đường kiếm khí giống như mưa xối xả bao phủ lấy nam tử trung tuổi kia. Lúc này, tay phải của Dương Diệp cộng thêm kiếm gỗ ẩn chứa lực lượng quá mạnh, cũng làm cho được tất cả mọi người ở đó cảm giác tim đập nhanh. Thật ra, thực lực của lão tổ doanh gia trước mắt này chỉ mạnh hơn người đưa tang một chút, nhưng đối phương có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là đối phương không thể tiêu hao quá nhiều, cho nên nghiêm khắc mà nói, đối phương còn không bằng người đưa tang. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn không bị đối phương giết chết trong nháy mắt. Cứ như vậy. Nam tử trung tuổi kia bị điên cuồng của Dương Diệp bổ chặt chém, càng lúc càng mờ nhạt.
Sau một khắc, Dương Diệp ngừng lại. Mà giờ phút này, cơ thể của nam tử trung niên đã mờ ảo đến mức giống như trong suốt. Phía xa, nam tử trung tuổi kia nhìn thẳng vào Dương Diệp. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trên thượng giới. Suy. Lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên đi qua giữa chân mày của nam tử trung niên. Kiếm thu lại, Dương Diệp khẽ nói. Gặp thì gặp, ta sợ ngươi sao? Dứt lời, cơ thể của nam tử trung niên này trực tiếp tiêu tan ở không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Doanh gia ở đó lập tức trắng bệch, bọn họ không ngờ được tổ tiên Doanh gia cũng thất bại. Thất bại. Hy vọng cuối cùng của đám người Doanh gia cũng đã mất. Không chỉ đám người Doanh gia, lúc này vẻ mặt cường giả của bốn thế gia lớn còn lại cũng trầm thấp giống như nước. Doanh gia thậm chí đã lấy ra lá bài tẩy gọi tổ cũng không có tác dụng, bây giờ, bọn họ lấy cái gì để đối phó với Dương Diệp? Ngay cả tổ tiên Doanh gia cũng không ngăn cản nổi Dương Diệp, sau này nếu như Dương Diệp đi tới gia tộc bọn họ gọi tổ có thể ngăn cản nổi Dương Diệp sao? Lúc này, không chỉ hy vọng trong lòng đám người Doanh gia tan biến, hy vọng trong lòng bọn họ cũng tan vỡ. Đúng lúc này, Doanh vực phía xa đột nhiên nhìn về phía đám người Lục Vân Thiên. Các vị, không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, bây giờ, không phải Dương gia bọn họ chết, chính là năm đại thế gia chúng ta chết. Nếu bọn họ muốn chúng ta chết, cho dù chúng ta chết cũng phải khiến cho bọn họ tàn phế, làm cho Dương gia bọn họ cùng Vũ gia rời khỏi vũ đài của Trung Thiên Vũ Trụ. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người Dương Diệp, gằn giọng nói. Cho nên, giết đi. Nghe thấy Doanh vực nói vậy, ánh mắt đám người Lục Vân Thiên cũng lạnh đi. Lúc này, bọn họ đã không có đường lui, bởi vì, đám người Dương Diệp tuyệt đối sẽ không cho bọn họ đường lui. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, giết một người là đủ, giết hai người là lời. Giết! Ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Doanh vực, trong phút chốc, tất cả cường giả của năm đại thế gia xông về phía đám người Dương Diệp. Tay phải của Dương Diệp nắm kiếm gỗ nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, từng kiếm hoa hiện ra. Hắn nhìn đám người Doanh vực và im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Không chừa một tên. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Phía xa. Suy. Đầu của một cường giả chân cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Năm cường giả đại thế gia tuy đã chết tâm, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp giết chết một cường giả chân cảnh trong tích tắc, trong lòng vẫn không nhịn được dâng lên ý định thối lui. Mà lúc này, lại một đường kiếm quang hiện lên, thoáng cái, lại một cái đầu người bay ra ngoài. Khi Dương Diệp chuẩn bị lại ra kiếm, Doanh vực đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ở đó chỉ có hắn có thể ngăn cản được Dương Diệp, nếu như hắn không ra tay, không cần phải, người bên hắn nhất định cũng bị Dương Diệp giết sạch. Không chung, Dương Diệp cùng Doanh vực liếc mắt nhìn nhau, không có bất kỳ người nào nói nhảm, trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, thoáng cái, một thanh kiếm đi thẳng tới cách giữa chân mày Doanh vực mấy tấc. Một khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể Doanh vực cuốn ra ngoài, nhưng khí thế này mới vừa xuất hiện, lại bị kiếm của Dương Diệp đâm ra thành từng mảnh nhỏ, thoáng cái, Doanh vực trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Nhưng Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay, Doanh vực vừa dừng lại, Dương Diệp liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngay sau đó, lại là một kiếm đánh xuống. Kiếm rơi. Doanh vực lại bị đẩy lùi về phía sau đủ mấy trăm trượng. Cứ như vậy, Doanh vực trực tiếp bị Dương Diệp chém cho liên tục lùi về phía sau. Giờ phút này, Doanh vực căn bản không có cơ hội đánh trả. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà bên kia, cường giả của năm đại thế gia lúc này cũng là binh bại giống như núi đổ. Bởi vì Vũ gia có một vị cường giả chân cảnh lục đoạn, Dương Liêm Sương cùng An Nam Tĩnh còn có đám người Minh Nữ cũng là tồn tại có thể chống lại cường giả chân cảnh ngũ đoạn, đừng nói là chân cảnh ngũ đoạn. Cho dù là chân cảnh lục đoạn, các nàng cũng có sức đánh một trận. Bởi vậy, vừa đại chiến, năm đại thế gia lại liên tục thất bại, tháo chạy. Cách đó không xa, Doanh Khánh nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt hắn đỏ như máu, đột nhiên, hắn nhìn về phía Thiên Hoang Thành, giận dữ hét. Hai vị lão tổ, các ngươi quả thật muốn nhìn thấy cảnh Doanh gia bị diệt vong sao? Nếu như Doanh gia chết, các ngươi sau này làm thế nào đi gặp mặt tổ tiên đây? Trong chớp mắt yên lặng, ầm ầm, hai luồng khí tức cường đại đột nhiên từ phía dưới Thiên Hoang Thành phóng lên cao, trong phút chốc, một lão già tóc trắng cùng một lão già mặc áo bào sa hoa xuất hiện ở trên không trung Thiên Hoang Thành.
Hai vị cường giả chân cảnh lục đoạn, nhìn thấy hai người này, người của năm đại thế gia lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hai lão tổ này của Doanh gia đã ra tay. Lúc này, lão già tóc trắng này đột nhiên lìn về phía Doanh Khánh. Bởi vì ánh mắt của ngươi thiển cận mới làm cho Doanh gia rơi vào tình cảnh như vậy, Doanh gia rơi xuống như vậy, ngươi khó thoát khỏi tội. Nghe thấy lão già tóc trắng nói vậy, vẻ mặt Doanh Khánh lập tức khó coi, nhưng không dám phản bác. Lão già tóc trắng quay đầu lại nhìn về phía đám người Dương Đai Kẹp. Các vị có thực lực không tầm thường, nhưng nếu như đám người lão phu tử chiến, kết quả cuối cùng, cho dù là Doanh gia ta không còn, nhưng Dương gia cùng Vũ gia cũng sẽ tổn thương nặng nề. Cho nên lão phu hỏi một câu cuối cùng, các ngươi quả thật muốn ngọc đá đều nát sao? Vũ gia của Vũ gia do dự một lát, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Xương, Dương Liêm Xương lại nhìn về phía Dương Diệp. Chuyện nội bộ của Dương gia do ta quyết định, chuyện bên ngoài ngươi nói mới tính. Cho nên, ngươi quyết định đi. Ở đó, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra, khi nghe Dương Liêm Xương nói những lời này, vẻ mặt đám người Doanh vực đã trầm xuống, bởi vì bọn họ đã đoán được Dương Diệp muốn nói gì. Ở đó, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Vũ Dạ. Vũ Dạ tiền bối, ngươi ngăn chặn một người, Liêm Xương, ngươi cùng An Nam Tĩnh liên thủ ngăn chặn một người, Minh Nữ, các ngươi không nên nương tay nữa, có thể giết bao nhiêu thì cứ giết đi. Vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Doanh vực, thoáng cái, một kiếm hạ xuống. Doanh vực bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp đánh cho liên tục lùi lại phía sau. Một bên, lão già tóc trắng này nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp ra tay, ánh mắt lập tức trầm xuống, trong phút chốc, hắn vung tay phải lên. Ra tay! Mà lúc này, An Nam Tĩnh cùng Dương Liêm Xương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong phút chốc, một thanh trường thương cùng một chảo ấn màu đen trực tiếp đánh về phía hắn. Mà Vũ Dạ cũng xuất hiện ở trước mặt một gã cường giả chân cảnh lục đoạn khác của Doanh gia, cứ như vậy, ở đó lại chiến đấu. Nhưng cuộc chiến đấu kịch liệt này tuyệt đối không tiếp diễn quá lâu, khoảng chừng sau một khắc, tất cả mọi người ở đó đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, giờ phút này Dương Diệp đột nhiên biến thành một người lửa. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức đại biến. Ngọn lửa thần bí. Trước đây, Dương Diệp chính là dựa vào ngọn lửa thần bí cùng cánh tay kia và cả kiếm gỗ đánh chết người đưa tang này. Cẩn thận! Doanh Khánh vội vàng giận dữ gầm thét lên. Hắn vừa dứt lời, Dương Diệp phía xa đột nhiên hóa thành một kiếm kiếm lửa ánh sáng lập tức biến mất. Trong phút chốc, đồng tử Doanh vực đột nhiên co lại, giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, rất nhanh, từng khí tức khủng khiếp giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Suy! Một thanh kiếm gỗ cùng ngọn lửa dễ dàng xé rách những khí tức này. Suy! Thanh kiếm gỗ cùng ngọn lửa trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của Doanh vực. Một ngọn lửa trực tiếp bao quanh Doanh vực, thoáng cái, Doanh vực trực tiếp hóa thành hư vô, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lão già tóc trắng cùng lão già áo bào xa hoa phía xa liền hoảng hốt, bọn họ không ngờ được Dương Diệp tự nhiên giết chết Doanh vực. Huyền giả chân cảnh nhất đoạn giết chết chân cảnh lục đoạn. Lúc này, trong lòng cường giả của năm đại thế gia sợ hãi tới cực điểm. Phía xa, Dương Diệp vung vẩy thanh kiếm trong tay, trong phút chốc, từng kiếm hoa màu đỏ rực hiện ra. Dương Diệp nhìn về phía đám người lão già tóc trắng này, sau đó nói. Doanh gia, hôm nay có thể xóa tên trên cõi đời này. Nói xong, hắn lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên đồng thời vang lên giọng nói của Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh. Cẩn thận! Trong phút chốc, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy Dương Diệp đột nhiên liên tục lùi lại phía sau cả nghìn trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, trong miệng hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Diệt Doanh gia ta sao? Ngươi tính là gì chứ? Lúc này, ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Dương Liêm Xương, dứt lời, đám người Dương Liêm Xương trực tiếp xông về phía Doanh Tĩnh. Phía xa, đám người Doanh gia muốn ra tay, mà Doanh Tĩnh lại khoát tay áo, ngăn cản bọn họ, sau đó nàng nhìn về phía đám người Dương Liêm Xương, trong phút chốc, tay phải của nàng hóa trưởng thò ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng đảo qua. Một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Một lực lượng cường đại cuốn qua,
Trong phút chốc, chỗ không gian của đám người Dương Liêm Xương trực tiếp bị quét thành một hố đen không gian cực lớn, mà lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó trực tiếp đem đẩy đám người Dương Liêm Xương đến ngoài nghìn trường. Doanh Tĩnh lại muốn ra tay lần nữa, mà lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, một đường kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Doanh Tĩnh. Mặt Doanh Tĩnh không thay đổi, đôi môi nàng mở ra. Lan! Am! Một sóng âm khủng khiếp từ trong miệng nàng phát ra, tia kiếm quang này lập tức bị đánh tan, mà Dương Diệp ở phía sau quang kiếm này lại bị đẩy ra ngoài, lùi hơn 1.500 trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, lúc này, Doanh Tĩnh đột nhiên cách không nắm chặt về phía Dương Diệp, trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên đè ép, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, tâm niệm thoáng động, mấy đường kiếm quang lóe ra, nhưng những kiếm quang lại không thể nào phá hủy được không gian xung quanh hắn. Không gian càng lúc càng co lại, trong đó có áp lực cường đại làm cho Dương Diệp cảm giác toàn thân mình trên dưới dường như bị mấy vạn con ngựa kéo ra. Đúng lúc này, một ánh lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, trong phút chốc, không gian xung quanh hắn trực tiếp bị ánh lửa này đốt cháy thành hư vô. Phía xa, trong mắt Doanh Tĩnh lóe lên sự kinh ngạc. Lửa này, thật sự khiến ta bất ngờ, trung thiên vũ trụ này tự nhiên sẽ xuất hiện thần hỏa như thế. Đối diện Doanh Tĩnh, Dương Diệp đột nhiên giẫm chân phải một cái, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một kiếm quang cùng lửa lập tức biến mất. Trong phút chốc, kiếm quang và lửa này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Doanh Tĩnh, ngay sau đó, kiếm quang lửa đột nhiên nổ ra. Rất nhiều ngọn lửa kiếm khí lập tức bao phủ Doanh Tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Doanh gia nhất thời có chút khẩn trương. Bọn họ cũng đã gặp qua ngọn lửa thần bí kia của Dương Diệp. Uy lực của nó đã không có cách nào diễn tả bằng lời. Doanh Tĩnh có thể ngăn cản được sao? Đúng lúc này, biển lửa phía xa đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, thoáng cái, một điểm ánh sáng sắc bén đột nhiên từ trong biển lửa này nổ tung ra, trong phút chốc. Một biển lửa này đột nhiên nổ tung ra, rất nhiều ngọn lửa kiếm khí bắn ra xung quanh, nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị xé rách nghiền nát chôn vùi. Mà lúc này, một nữ tử từ trong ngọn lửa còn sót lại chậm rãi đi ra, toàn thân của nữ tử này tản ra ba ánh sáng sắc bén giống như cánh tay, ba ánh sáng lạnh không ngừng vây quanh nữ tử. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh không ngừng từ trong ba ánh sáng sắc bén tràn ra, những hơi lạnh không ngừng ép lui những ngọn lửa xung quanh này. Phía xa, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hắn không ngờ được ngay cả lục đinh thần hỏa cũng không thể tổn thương được nữ nhân này. Mà nữ nhân này chỉ là một phân thân. Tuy không phải là phân thân bình thường, nhưng đó cũng là phân thân mà. Yêu nghiệt. Không hổ danh là yêu nghiệt siêu cấp đã từng vượt qua thời đại. Doanh Tĩnh chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Còn nắm con át chủ bài gì nữa? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, giọng nói của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tử, thả ta ra ngoài, để cho ta giải quyết nàng, nếu không tiểu tử ngươi cũng sẽ bị nàng giết chết. Dương Diệp tất nhiên sẽ không thả Hậu Khanh đi ra, đối phương đi ra, có khả năng không phải muốn giết chết Doanh Tĩnh, mà là giết chết hắn. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Tĩnh. Đây chỉ là phân thân của ngươi, không phải là bản thể của ngươi, phân thân này của ngươi không phải là phân thân bình thường, nếu như ta không đoán sai, phân thân này của ngươi nhất định không thể tồn tại quá lâu ở trên thế gian này, đúng không? Doanh Tĩnh dừng bước lại. Trước đó, đủ để làm cho các ngươi biến mất khỏi trên đời này. Khóe miệng Dương Diệp cong lên chút hung ác. Lão tử nói cho ngươi biết, Doanh gia, ngày hôm nay lão tử diệt chắc rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía đám người Dương Liêm Xương. Nữ nhân này cứ giao cho ta, còn lại thì giao cho các ngươi. Ngươi có thể làm được chứ? Dương Liêm Xương nói. Dương Diệp hít sâu một hơi. Không được cũng phải được. Dứt lời. Tay phải hắn hơi nhất thời chuyển động, trong phút chốc, ngọn lửa kiếm gỗ trong tay bắt đầu chấn động mãnh liệt. Thoáng cái, chân phải của Dương Diệp giẫm mạnh xuống mặt đất một cái, cả người trực tiếp hóa thành một ngọn lửa kiếm quang lao về phía Doanh Tĩnh. Vào giây phút Dương Diệp ra tay, Dương Liêm Xương đột nhiên nhìn về phía nhóm cường giả Doanh gia, sau đó nói. Không chừa một tên. Dứt lời, nàng trực tiếp dẫn đầu lao về phía đám người Doanh gia. Phía xa. Doanh Tĩnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt chợt trở nên lạnh lùng. Tự tìm chết. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên, một lực lượng cường đại trực tiếp cuốn về phía Dương Diệp.
Ầm. Lực lượng cường đại này trực tiếp đẩy Dương Diệp ra ngoài nghìn trượng, sau khi đẩy lui Dương Diệp, Doanh Tĩnh lại muốn ra tay với đám người Dương Liêm Sương, nhưng vào lúc này, Dương Diệp lại hóa thành một ngọn lửa kiếm quang xuất hiện ở trước mặt nàng, thoáng cái, rất nhiều ngọn lửa kiếm khí bao phủ về phía nàng. Trong mắt Doanh Tĩnh lóe lên một sự tàn ác, nàng bấm tay điểm một cái. Ầm. Một lực lượng cường đại trực tiếp đẩy những ngọn lửa kiếm khí này lùi lại, nhưng ngay vào lúc này, nàng đột nhiên biến sắc, trong mắt đầy vẻ khó tin. Sở dĩ Doanh Tĩnh có bộ dáng này, là bởi vì có một thanh kiếm đâm vào ngực của nàng. Mà người cầm kiếm, dĩ nhiên là Dương Diệp. Thoáng cái. Ầm. Một lực lượng cường đại từ trong cơ thể Doanh Tĩnh cuốn ra ngoài, trong phút chốc, Dương Diệp và kiếm bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Vừa dừng lại, trong miệng Dương Diệp lại phun ra mấy ngụm máu. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn tươi cười. Đại Na Di Thuật. Vừa rồi, hắn thi triển ra chính là Đại Na Di Thuật thêm nhất kiếm sát na. Một chiêu này, trước giờ hắn chưa bao giờ dùng qua, cho dù là đối mặt với nữ tử váy màu đỏ cùng với người đưa tang lúc cũng vậy, mà bây giờ, không dùng không được. Thực lực của Doanh Tĩnh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay cả lục đinh thần hỏa cũng không làm gì được đối phương, điều này làm cho hắn không thể không thi triển ra Đại Na Di Thuật. Đại Na Di Thuật dĩ nhiên kém hơn lục đinh thần hỏa, Doanh Tĩnh cũng không dám tiếp xúc lục đinh thần hỏa, nhưng vấn đề là lục đinh thần hỏa không tiếp xúc được Doanh Tĩnh. Bất kể là lục đinh thần hỏa hay kiếm gỗ của hắn đều không có cách nào tới gần Doanh Tĩnh. Đại Na Di Thuật lại có thể làm cho hắn tiếp cận Doanh Tĩnh. Quả nhiên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kiếm của hắn trực tiếp xuyên qua trước ngực Doanh Tĩnh. Kiếm vào trong cơ thể Doanh Tĩnh, trong chớp mắt này, một tia lục đinh thần hỏa lại tiến vào trong cơ thể nàng. Nhưng Doanh Tĩnh tự nhiên cố gắng kiềm chế tia lục đinh thần hỏa, không để cho nó bạo phát ra. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lại nghiêm trọng. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp nữ nhân này. Tuy nhiên, đối phương cũng không làm được gì, bởi vì đối phương chỉ tạm thời ngăn chặn ngọn lửa này, mà không phải xóa sạch nó. Phía xa, Doanh Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Một chiêu vừa rồi không tệ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cảm ơn đã khích lệ. Doanh Tĩnh nhìn về phía xa, đám cường giả Doanh gia bị đám người Dương Liêm Sương bao vây tấn công, chỉ còn lại không tới 10 cường giả chân cảnh. Im lặng trong chớp mắt, Doanh Tĩnh đột nhiên vung tay phải lên, mấy vòng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở dưới chân của những cường giả Doanh gia kia. Không chỉ cường giả Doanh gia ở đó, dưới chân một ít thanh niên Doanh gia trong Thiên Hoang Thành cũng đột nhiên xuất hiện thêm một vòng ánh sáng màu xanh lam. Trong phút chốc, hai tay Doanh Tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn. Rất nhiều cột ánh sáng màu xanh lam đột nhiên phóng lên cao, trong phút chốc, những người của Doanh gia có vòng ánh sáng màu xanh lam dưới chân đều biến mất. Phía xa, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Đuổi theo được không? Hai mắt Dương Liêm Sương khép hờ, một hơi thở sau. Nàng mở mắt, sau đó lắc đầu. Thấy thế, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lúc này, Doanh Tĩnh đột nhiên nói. Đây là phân thân ta tu luyện đủ trăm năm mới tu luyện được, không ngờ lại hủy ở trong tay ngươi. Dương Diệp đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tin tưởng ta, không bao lâu nữa, chúng ta lại có thể thật sự gặp mặt. Dứt lời, cơ thể Doanh Tĩnh đột nhiên mờ ảo, sau vài hơi thở, thân thể nàng trực tiếp biến mất ở không trung. Sau khi Doanh Tĩnh biến mất, Dương Diệp nhìn về phía đám người Lục Vân Thiên, lúc này, sắc mặt đám người Lục Vân Thiên tái nhợt khiếp sợ. Doanh Tĩnh đưa đi một số người của Doanh gia, nhưng Doanh Tĩnh không đưa bọn họ đi. Lục Vân Thiên hít sâu một hơi. Dương Diệp, ta! Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vung tay phải lên. Tất cả giết! Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía đám người Lục Vân Thiên. Đám người Dương Liêm Sương cũng lập tức theo sát phía sau. Lúc này, Dương Diệp không muốn nghe đám người Lục Vân Thiên nói bất kỳ lời nào, bởi vì điều này cũng chỉ lãng phí thời gian. Giờ phút đám người Lục Vân Thiên sao có thể là đối thủ của đám người Dương Diệp được. Sau một khắc, ở đó chỉ còn lại có người của Dương gia cùng Vũ gia. Sau lần thắng lợi này, có nghĩa là năm đại thế gia bị xóa sạch khỏi Trung Thiên Vũ Trụ. Bởi vì những người còn lại của năm đại thế gia có cường giả lục đoạn đi ra, cũng đã không có bất cứ tác dụng gì nữa. Mà nếu như cường giả chân cảnh lục đoạn thông minh, sẽ không ra nữa. Ở đó, đám người Dương Liêm Sương đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn Dương Diệp. Không sao chứ?
Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không có vấn đề gì quá lớn. Có Hồng Mông tử khí, dù vết thương lớn hơn nữa, hắn cũng không sao. Trừ khi hắn bị người ta đánh cho tàn phế, hoặc trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt, nếu không, hắn rất khó chết. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta muốn thừa thắng xông lên, tiêu diệt bốn thế gia lớn còn lại. Bây giờ là thời điểm cuối cùng, bởi vì chủ lực của bọn họ đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Muốn ta cùng đi không? Dương Liêm Sương nói. Không cần, ngươi khôi phục trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta là được. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được, tuy nhiên các ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, những thế gia vẫn có cường giả chân cảnh lục đoạn. Tất nhiên, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía vũ giả của vũ gia. Vũ tiền bối, các ngươi có đi không? Vũ giả cười nói. Đương nhiên đi. Bây giờ là thời điểm thu hoạch thành quả, vũ gia tất nhiên sẽ đi. Dương Liêm Sương do dự một lúc, sau đó nói. Vũ gia tiền bối, ta muốn làm một cuộc giao dịch cùng vũ gia. Chuyện gì? Sở dĩ Doanh Tĩnh có bộ dáng này, là bởi vì có một thanh kiếm đâm vào ngực của nàng. Mà người cầm kiếm, dĩ nhiên là Dương Diệp. Thoáng cái. Một lực lượng cường đại từ trong cơ thể Doanh Tĩnh cuốn ra ngoài, trong phút chốc. Dương Diệp và kiếm bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, vừa dừng lại, trong miệng Dương Diệp lại phun ra mấy ngụm máu. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn tươi cười. Đại Na Di Thuật. Vừa rồi, hắn thi triển ra chính là Đại Na Di Thuật thêm nhất kiếm sát na. Một chiêu này, trước giờ hắn chưa bao giờ dùng qua, cho dù là đối mặt với nữ tử váy màu đỏ cùng với người đưa tang lúc cũng vậy, mà bây giờ, không dùng không được. Thực lực của Doanh Tĩnh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay cả lục đinh thần hỏa cũng không làm gì được đối phương, điều này làm cho hắn không thể không thi triển ra Đại Na Di Thuật. Đại Na Di Thuật dĩ nhiên kém hơn lục đinh thần hỏa, Doanh Tĩnh cũng không dám tiếp xúc lục đinh thần hỏa, nhưng vấn đề là lục đinh thần hỏa không tiếp xúc được Doanh Tĩnh. Bất kể là lục đinh thần hỏa hay kiếm gỗ của hắn đều không có cách nào tới gần Doanh Tĩnh. Đại Na Di Thuật lại có thể làm cho hắn tiếp cận Doanh Tĩnh. Quả nhiên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Kiếm của hắn trực tiếp xuyên qua trước ngực Doanh Tĩnh. Kiếm vào trong cơ thể Doanh Tĩnh, trong chớp mắt này, một tia lục đinh thần hỏa lại tiến vào trong cơ thể nàng. Nhưng Doanh Tĩnh tự nhiên cố gắng kiềm chế tia lục đinh thần hỏa, không để cho nó bạo phát ra. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lại nghiêm trọng. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp nữ nhân này. Tuy nhiên, đối phương cũng không làm được gì, bởi vì đối phương chỉ tạm thời ngăn chặn ngọn lửa này. Mà không phải xóa sạch nó. Phía xa, Doanh Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Một chiêu vừa rồi không tệ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cảm ơn đã khích lệ. Doanh Tĩnh nhìn về phía xa, đám cường giả Doanh gia bị đám người Dương Liêm Sương bao vây tấn công, chỉ còn lại không tới 10 cường giả chân cảnh. Im lặng trong chớp mắt, Doanh Tĩnh đột nhiên vung tay phải lên, mấy vòng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở dưới chân của những cường giả Doanh gia kia. Không chỉ cường giả Doanh gia ở đó, dưới chân một ít thanh niên Doanh gia trong Thiên Hoang Thành cũng đột nhiên xuất hiện thêm một vòng ánh sáng màu xanh lam. Trong phút chốc, hai tay Doanh Tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn. Rất nhiều cột ánh sáng màu xanh lam đột nhiên phóng lên cao, trong phút chốc, những người của Doanh gia có vòng ánh sáng màu xanh lam dưới chân đều biến mất. Phía xa, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Đuổi theo được không? Hai mắt Dương Liêm Sương khép hờ, một hơi thở sau. Nàng mở mắt, sau đó lắc đầu. Thấy thế, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lúc này, Doanh Tĩnh đột nhiên nói. Đây là phân thân ta tu luyện đủ trăm năm mới tu luyện được, không ngờ lại hủy ở trong tay ngươi. Dương Diệp đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tin tưởng ta, không bao lâu nữa, chúng ta lại có thể thật sự gặp mặt. Dứt lời, cơ thể Doanh Tĩnh đột nhiên mờ ảo, sau vài hơi thở, thân thể nàng trực tiếp biến mất ở không trung. Sau khi Doanh Tĩnh biến mất, Dương Diệp nhìn về phía đám người Lục Vân Thiên, lúc này, sắc mặt đám người Lục Vân Thiên tái nhợt khiếp sợ. Doanh Tĩnh đưa đi một số người của Doanh gia, nhưng Doanh Tĩnh không đưa bọn họ đi. Lục Vân Thiên hít sâu một hơi. Dương Diệp, ta! Lúc này, Dương Diệp đột nhiên vung tay phải lên. Tất cả giết! Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía đám người Lục Vân Thiên. Đám người Dương Liêm Sương cũng lập tức theo sát phía sau.
Lúc này, Dương Diệp không muốn nghe đám người Lục Vân Thiên nói bất kỳ lời nào, bởi vì điều này cũng chỉ lãng phí thời gian. Giờ phút đám người Lục Vân Thiên sao có thể là đối thủ của đám người Dương Diệp được. Sau một khắc, ở đó chỉ còn lại có người của Dương gia cùng Vũ gia. Sau lần thắng lợi này, có nghĩa là năm đại thế gia bị xóa sạch khỏi Trung Thiên Vũ trụ. Bởi vì những người còn lại của năm đại thế gia có cường giả lục đoạn đi ra, cũng đã không có bất cứ tác dụng gì nữa. Mà nếu như cường giả chân cảnh lục đoạn thông minh, sẽ không ra nữa. Ở đó, đám người Dương Liêm Sương đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn Dương Diệp. Không sao chứ? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không có vấn đề gì quá lớn. Có hồng mông tử khí, dù vết thương lớn hơn nữa, hắn cũng không sao. Trừ khi hắn bị người ta đánh cho tàn phế, hoặc trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt, nếu không, hắn rất khó chết. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta muốn thừa thắng xông lên, tiêu diệt bốn thế gia lớn còn lại. Bây giờ là thời điểm cuối cùng, bởi vì chủ lực của bọn họ đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Muốn ta cùng đi không? Dương Liêm Sương nói. Không cần, ngươi khôi phục trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta là được. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được, tuy nhiên các ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, những thế gia vẫn có cường giả chân cảnh lục đoạn. Tất nhiên, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía vũ giả của vũ gia. Vũ tiền bối, các ngươi có đi không? Vũ giả cười nói. Đương nhiên đi. Bây giờ là thời điểm thu hoạch thành quả, vũ gia tất nhiên sẽ đi. Dương Liêm Sương do dự một lúc, sau đó nói. Vũ gia tiền bối, ta muốn làm một cuộc giao dịch cùng vũ gia. Chuyện gì? Vũ gia hơi tò mò. Dương Liêm Sương nói. Lần này, Dương gia ta chỉ cần những huyền kỹ, công pháp, cùng với huyền bảo của năm đại thế gia. Dương gia ta không cần những con át chủ bài của bọn họ, tất cả đều giao cho vũ gia. Khoản giao dịch này, vũ giả tiền bối cảm thấy thế nào? Nghe thấy Dương Liêm Sương nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Tất cả thế giới. Phải biết rằng, năm đại thế gia đó là một địa bàn lớn thế nào? Có thể nắm giữ bao nhiêu nhân tài và tài nguyên, Dương Liêm Sương lại có thể không cần. Dương Diệp liếc nhìn Dương Liêm Sương, trong lòng khẽ gật đầu, nữ nhân này thật sự rất thông minh. Hắn tất nhiên biết ý định thật sự của Dương Liêm Sương. Dương gia trải qua chuyện lúc trước, thật ra đã tổn thương nặng nề, bây giờ Dương gia cũng nhờ có hắn cùng Dương Liêm Sương chống đỡ, mà lần này sở dĩ có thể tiêu diệt Doanh gia, chủ yếu vẫn là nhờ có đám người minh nữ giúp, mà đám người minh nữ không phải là người của Dương gia, các nàng sẽ không ở lại Dương gia cả đời. Trừ ra đám người minh nữ, Dương gia chỉ còn lại hắn cùng Dương Diệp có thể ra tay. Nói một cách đơn giản, dù có nhận những thế giới kia, Dương gia cũng không có năng lực kia quản lý. Miễn cưỡng đi quản lý, chỉ làm liên lụy tới khả năng phát triển của Dương gia. Bây giờ Dương gia cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, cần phải khôi phục nguyên khí. Hơn nữa, nếu như khống chế những thế gia này, cũng có nghĩa là Dương gia cần phải từ trong bóng tối đi ra ngoài sáng. Phải biết rằng, người Doanh gia không chết hết, khi đó, Dương gia sẽ rơi vào bị động. Cho nên, Dương Liêm Sương quyết định lựa chọn buông tha những thế gia này, tiếp tục để cho Dương gia nấp trong tối. Cách đó không xa, Vũ Dạ trầm giọng nói. Sương tiểu thư không có nói đùa chứ? Dương Liêm Sương khẽ cười. Vũ Dạ tiền bối cảm thấy ta đang nói đùa sao? Vũ Dạ nhìn Dương Liêm Sương rất lâu, sau đó nói. Được, giao dịch này, Vũ Dạ ta làm. Hắn không phải là kẻ ngu dốt, cũng biết ý định của Dương Liêm Sương. Những thế giới có thể là gánh nặng của Dương gia. Dù sao Dương gia bây giờ không có nhiều người như vậy để có thể đi quản lý. Nhưng đối Vũ gia lại khác. Bởi vì từ đầu đến giờ, Vũ gia không tổn thất người. Cho nên, Vũ gia có năng lực đi quản lý những thế giới này. Có thể tưởng tượng được, sau khi Vũ gia quản lý nhiều thế giới như vậy, sau đó qua 100 năm, khi đó Vũ gia sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Tuy nhiên cũng có phiêu lưu, có nguy cơ bị nhằm vào, nhưng hắn không muốn từ chối hấp dẫn này. Nghe thấy Vũ Dạ nói vậy, Dương Liêm Sương mỉm cười và đang muốn nói, lúc này, Vũ Dạ đột nhiên lại nói. Tuy nhiên, ta còn có một yêu cầu, đó chính là ta hy vọng Vũ Dạ cùng Dương gia liên minh, sau này, hai nhà chúng ta công thủ đồng minh. Thế nào? Dương Liêm Sương suy nghĩ một lát,
sau đó nói. Tất nhiên không thành vấn đề. Nghe vậy, Vũ Dạ mỉm cười. Sương tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Dương Liêm Sương cười nói. Hợp tác vui vẻ, bây giờ chúng ta đi giải quyết 4 thế gia lớn còn lại. Vũ Dạ nói. Tất cả do Sương tiểu thư chỉ huy. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp hiểu ý, hắn nhìn về phía đám người minh nữ. Mấy vị đại tỷ có tiện không? Nếu như không có đám người minh nữ giúp đỡ, muốn tiêu diệt mấy đại thế gia còn lại, tuy không phải là không thể được, nhưng sẽ có phiền phức rất lớn. Mà nếu có mấy nàng giúp đỡ, chuyện đó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Sau khi chuyện này hoàn thành, người phải theo chúng ta đi Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp cười nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Thiếu nữ cưỡi heo nhún vai, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Sương. Đi thôi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Làm phiền các vị. Dứt lời, thân hình nàng run lên và lập tức biến mất ở phía chân trời. Đám thiếu nữ cưỡi heo cùng các cường giả Vũ gia cũng lập tức đi theo. Ở đó, chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tìm một chỗ kín đáo, tiếp theo, hắn bước vào Hồng Mông Tháp. Chữa thương. Thật ra, thương thế của hắn vẫn có chút nghiêm trọng, bởi vì trước đó hắn tiêu hao quá độ, điều này làm cho cơ thể hắn đã đặc biệt mệt mỏi. Đặc biệt là sau khi sử dụng đại na di thuật thực chiến, điều này làm cho được cơ thể hắn mệt mỏi đến mức độ cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không đi theo đám người Dương Liêm Sương. Chữa thương đối với Dương Diệp chính là quen việc dễ làm, được Hồng Mông tử khí chữa trị, tốc độ bình phục của hắn quả thực có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Chưa tới một canh giờ, vết thương trên người hắn đã khôi phục lại tất cả. Vào lúc hắn muốn rời khỏi Hồng Mông Tháp, Hậu Khanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó nói. Làm gì vậy? Hậu Khanh nhìn thẳng vào Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ta dạy cho ngươi vu thuật. Dạy ngươi thuật luyện thể của vu tộc ta, tuy nhiên sau khi ngươi học được phải thả ta ra. Vu thuật, thuật luyện thể. Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó nói. Cái này, có thể. Hậu Khanh nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi phải thề, dùng danh nghĩa nhân quân của nhân tộc ngươi ra thề. Dương Diệp ngây người, sau đó nghiêm mặt nói. Ta xin thề, nếu ta làm trái lời hứa, sẽ để cho nhân quân chết bất đắc kỳ tử, khiến cho hắn. Dừng lại. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Tiểu tử, người vẫn không nên dùng nhân quân ra thề. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bởi vì ta cảm thấy rất không đáng tin cậy. Dương Diệp. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hậu Khanh. Thật ra, Hậu Khanh, người cũng đừng che giấu. Tiểu tử này học thuật luyện thể cùng vu thuật của vu tộc ngươi. Đối với vu tộc ngươi có thể là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Hậu Khanh nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, ngươi đừng nói với ta, xê ngươi không biết quan hệ giữa vu tộc ta cùng nhân tộc. Cùng Kỳ nói. Ta tất nhiên biết, chỉ là tiểu tử này hoàn toàn không có đại nghĩa nhân tộc gì cả. Vu Tê Cao ngươi không tới gây phiền phức cho hắn, hắn sẽ không đi tìm vu tộc ngươi gây phiền phức. Hơn nữa, ngươi truyền cho hắn thuật luyện thể cùng vu thuật của vu tộc ngươi. Hắn nhất định nhớ ân tình này, đối với người có khả năng là một chuyện tốt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Chuyện đó cho ta hỏi một chút, vu thuật cùng thuật luyện thể gì đó của vu tộc rất lợi hại sao? Nói nhảm. Hậu Khanh có chút không vui nói. Ở thượng giới này có vô số người nghe nói tới vu thuật cùng thuật luyện thể của vu tộc ta đã sợ mất mật. A, Dương Diệp, a, một tiếng thật dài, tuy nhiên không nói gì thêm. Nhưng trong mắt lại viết ta không tin. Thấy bộ dáng này của Dương Diệp, Hậu Khanh tức giận nói. Tiểu tử, ngươi muốn thử không? Dương Diệp liếc nhìn Hậu Khanh, sau đó nói. Thuật luyện thể này của ngươi nhất định là rất mạnh, nếu không, ngươi cũng sẽ không đến mức như vậy mà còn có thể sống sót. Về phần vu thuật này, vu tộc mạnh nhất không phải là thuật luyện thể, mà là vu thuật. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Phải vậy không? Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Vậy thì để cho ta được mở mang kiến thức một chút. Hậu Khanh vừa dứt lời, hắn đột nhiên lướt đến trước mặt Dương Diệp, trong phút chốc, hai mắt hắn đột nhiên dâng lên một tia ánh sáng màu đỏ, thoáng cái, sắc mặt Dương Diệp đại biến, ngay sau đó,
Dương Diệp phát hiện mình tự nhiên không cách nào khống chế được bản thân. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, lại muốn vận dụng kiếm ý, mà lúc này, hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện linh hồn mình tách khỏi cơ thể. Lúc này, linh hồn của hắn không tự chủ được mà tách khỏi cơ thể. Mà sau khi linh hồn cùng cơ thể hắn tách ra, hắn phát hiện trên linh hồn mình có thêm từng sợi tơ đỏ nhỏ như sợi tóc. Chính là những tơ đỏ đó làm cho hắn không có cách nào nhúc nhích. Hậu Khanh nhìn linh hồn của Dương Diệp, dần dần, ánh mắt hắn lạnh đi. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Cái tháp này, thật lớn nhỉ. Nghe vậy, Hậu Khanh nheo mắt, im lặng trong chớp mắt, những sợi tơ đỏ trói chặt linh hồn Dương Diệp đột nhiên biến mất. Sau khi linh hồn trở về cơ thể, Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, trong mắt có thêm một chút kiêng kỵ cùng nghiêm trọng. Một chiêu kia thật ra cũng không phải là vô địch, nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù là hắn cũng không có cách nào chống đỡ được. Bởi vì sau khi linh hồn cùng cơ thể tách ra, khi đó hắn, thực lực sẽ suy yếu tới mức thấp nhất, dù sao, hắn tu luyện không phải là linh hồn. Hơn nữa, tu luyện linh hồn cũng vô dụng, bởi vì đối phương nhằm vào chính là linh hồn, không có cơ thể làm chỗ dựa, linh hồn đặc biệt yếu đuối. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Cái này gọi là nhiếp hồn, ở trong vu tộc ta xem như là đứng đầu vu thuật, chuyên dùng để đối phó với loài người, cũng là một môn vu thuật khiến loài người đặc biệt kiêng kỵ. Bởi vì phần lớn linh hồn nhân loại đều đặc biệt yếu đuối, bởi vậy trong lúc cường giả vu tộc ta cùng cường giả nhân tộc ngươi giao đấu, rất nhiều cường giả nhân loại còn chưa nhìn thấy cường giả vu tộc ta đã trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Dương Diệp nói, ở thượng giới, vu tộc cùng yêu tộc, còn có nhân tộc, tộc nào mạnh nhất? Hậu Khanh trầm giọng nói, ba tộc đều không phải là mạnh nhất. Dương Diệp kinh ngạc nói, còn có tộc mạnh hơn ba tộc các ngươi sao? Hậu Khanh khẽ gật đầu. Đó là tộc gì vậy? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp. Hỏi nhiều làm gì như vậy? Sau này bản thân ngươi đi tới chẳng phải sẽ biết sao? Dương Diệp. Lúc này, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, ta có thể dạy ngươi vu thuật cùng thuật luyện thể, nhưng ta chỉ có một yêu cầu, đó là sau này ngươi không thể dùng nó để đối phó với vu tộc. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ta làm người chỉ chú ý người không phạm ta không phạm người. Chỉ cần người của vu tộc không tới gây phiền phức cho ta dĩ nhiên sẽ không đi gây phiền phức cho bọn hắn. Nhưng nếu như bọn họ muốn giết ta nhất định sẽ giết bọn họ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hậu Khanh, lại nói. Vị tiền bối vu tộc này, nói thật, ta rất muốn học tập thuật luyện thể cùng vu thuật của vu tộc ngươi, nhưng ta cũng không chắc chắn phải học. Nếu như ngươi đồng ý dốc túi truyền cho ta hứa với ngươi, 10 năm sau, ta thả ngươi ra khỏi tháp. 10 năm sau, hắn tự tin mình không cần sợ hãi Hậu Khanh, cho dù đối phương có ở thời kỳ đỉnh phong, hắn cũng không sợ. Hậu Khanh nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi nói thật chứ? Thật ra, hắn đã không có hy vọng được ra ngoài. Bởi vì nếu như là hắn cũng sẽ không thả mình ra ngoài. Dù sao, nếu như hắn ra ngoài, điều này có nghĩa là trọng bảo sẽ bị lộ. Mà nếu để cho người thượng giới biết chí bảo đứng đầu nhân tộc ở trên người của Dương Diệp tuyệt đối phải chết. Nhưng hắn không ngờ được, Dương Diệp tự nhiên bằng lòng thả hắn ra ngoài, mặc dù là 10 năm sau. Mà 10 năm đối với loại cường giả như hắn có lẽ chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Trước mặt Hậu Khanh, Dương Diệp khẽ gật đầu. Đương nhiên, Hậu Khanh nhìn Dương Diệp rất lâu, thấy Dương Diệp không giống nói dối, lập tức nói. Được, một lời đã định. Cùng Kỳ khẽ lắc đầu một cái. Rơi vào hố rồi. Trước đây hắn cũng nói theo Dương Diệp 3 năm, nhưng trong 3 năm này, hắn không biết đã thiếu chút nữa chết bao nhiêu lần. Bây giờ Hậu Khanh muốn đi theo Dương Diệp 10 năm, hắn đã có thể tưởng tượng được cuộc sống, bi thảm của Hậu Khanh sau này. Ngươi có thể chất không tệ, ta tạm thời truyền cho ngươi thuật luyện thể trước. Hậu Khanh vừa dứt lời, một luồng ánh sáng lạnh đột nhiên từ giữa chân mày của hắn bắn ra, tia sáng lạnh này lập tức tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Rất nhanh, rất nhiều tin tức xuất hiện ở trong đầu của Dương Diệp. Bất tử bá thể quyết, bí quyết luyện thể cao nhất của vu tộc, khi luyện tới đại thành, lấy máu có thể sống lại. Im lặng rất lâu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hậu Khanh. Bất tử bá thể quyết, lấy máu sống lại à? Hậu Khanh đạo. Ta tu luyện chính là bất tử bá thể quyết, nếu như trước đây không phải nhân quân sử dụng kiếm gỗ này,
cho dù hắn có thể đánh bại ta, nhưng rất khó làm ta tổn thương đến mức độ này. Mà cho dù hắn dùng kiếm gỗ này, cũng không có khả năng giết chết ta. Mà nguyên nhân cũng bởi vì bất tử bá thể quyết, chỉ cần hắn không giết chết ta chết, ta còn một giọt máu tươi liền có thể sống lại. Dương Diệp liếc nhìn Hậu Khanh, sau đó nói. Ngươi muốn khôi phục thành dáng vẻ ban đầu của mình thì cần bao nhiêu thời gian? Điều này có chút khó khăn. Hậu Khanh trầm giọng nói. Nếu như không có vật bên ngoài giúp đỡ, ta có khả năng phải tốn mấy chục năm mới có thể tạo lại cơ thể. Bởi vì thân thể của ta bị kiếm gỗ này phá hỏng, mà thanh kiếm này là thần vật. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Luyện thế nào? Hậu Khanh đạo. Bất tử bá thể quyết phân ra ba tầng, tầng thứ nhất là bá thể vô song, nếu ngươi tu luyện tới tầng thứ nhất, thân thể ngươi có thể hiện lên trạng thái bá thể, ngươi ở trạng thái này, cho dù là cường giả chân cảnh lục đoạn cũng khó có thể tổn thương được ngươi. Mà đây không phải là điểm khủng khiếp nhất là dưới trạng thái bá thể, không quan tâm ngươi bị thương nặng thế nào, ngươi đều không cảm giác được, giây phút đó, ngươi sẽ cảm giác mình là vô địch. Bá thể vô song. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thì sao? Hậu Khanh đạo, tầng thứ hai là lấy máu sống lại, tu luyện đến cảnh giới đó, chỉ cần linh hồn ngươi không bị diệt, cho dù cơ thể bị hủy hết, nhưng chỉ cần có giọt máu tươi, ngươi lại có thể tạo lại cơ thể, mà không cần đi tìm túc thể. Vậy vì sao ngươi phải tìm túc thể? Dương Diệp đột nhiên nói. Hậu Khanh trầm giọng nói, bởi vì nếu như ta không tìm kiếm túc thể, ta lại không có cách nào trở lại đại thiên vũ trụ. Mà nếu như trước đây ta đoạt xác thành công, ta sẽ mượn thân thể ngươi trở lại thế giới lớn, sau khi trở lại đại thiên vũ trụ, ta sẽ vứt bỏ thân thể ngươi, bởi vì chỉ có thân thể của mình mới là thích hợp với mình nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta đại khái có thể tu luyện tới tầng thứ nhất của bá thể vô song sao? Hậu Khanh im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi có nền tảng rất tốt. Muốn tu luyện tới lấy máu sống lại có lẽ có chút khó khăn, nhưng muốn tu luyện tới bá thể vô song thì vẫn tương đối dễ dàng. Hơn nữa, ngươi có tử khí huyền bí, điều này có thể cho ngươi cơ thể không e ngại các kích thích, làm cho thân thể ngươi từ trong đến bên ngoài đạt được lột xác. Kích thích cơ thể. Dương Diệp cười gượng, hắn đã biết được, tu luyện cơ thể chắc chắn không là phải là cuộc sống dễ dàng gì. Ngọn lửa kia của ngươi đặc biệt thích hợp dùng để kích thích cơ thể. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Ngươi có thể làm cho nó phối hợp với ngươi, sử dụng lực lượng của nó tới kích thích tổ chức cơ bắp của ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được. Dứt lời, thân hình hắn run lên, đi tới phòng tu luyện tầng thứ ba. Bên trong phòng tu luyện, trước mặt Dương Diệp là Hậu Khanh cùng Lục Đinh Thần Hỏa. Ngươi xác định chứ? Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xác định, luyện thể là đau khổ nhất, nhưng dù đau khổ hắn cũng muốn luyện. Bởi vì điều này có thể nâng cao thực lực của hắn. Hơn nữa, cơ thể của hắn tuy còn tạm được, nhưng đối với cường giả chân cảnh lại căn bản không có tác dụng gì. Đặc biệt là cường giả chân cảnh lục đoạn, đối phương đã hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy cơ thể của hắn. Tốt lắm. Lúc này, giọng nói của Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên vang lên, thoáng cái, một ngọn lửa trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp. Trong phút chốc, hai mắt Dương Diệp lập tức trợn tròn. A! À, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phổi đột nhiên vang vọng ở trong phòng tu luyện. Cùng lúc đó, giọng nói lo lắng của Hậu Khanh cũng đột nhiên vang lên. Lục Đinh, người điên rồi, người tự nhiên dùng toàn bộ lực lượng, người muốn giết chết hắn sao? Im lặng trong chớp mắt, Lục Đinh đột nhiên nói. Ngươi không nói sớm. Dương Diệp vừa trở lại hiện thực. Đột nhiên không gian ở trước mặt hắn bắt đầu chấn động, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, người tới chính là Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Dương Diệp khẽ cười. Vẫn tạm được. Dương Liêm Sương nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ta dẫn ngươi đi một chỗ trước. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nhanh, hai người rời khỏi hệ thiên hoang. Thiên hư đại lục, Dương Liêm Sương dẫn theo Dương Diệp đi tới tổng bộ của Dương gia lúc trước. Tuy Dương Liêm Sương tuyệt đối không thu hồi những thế giới của Dương gia, nhưng Vũ gia cũng không chiếm những thế giới của Dương gia, Vũ gia làm việc vẫn có chừng mực. Dương Liêm Sương nói, về tương lai của Dương gia,
người có ý kiến gì không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Người muốn nói gì? Dương Liêm Xương nhìn lướt qua bên dưới, sau đó nói. Dương gia đã không theo kịp bước chân của ngươi và ta. Mà một khi chúng ta rời đi, khi đó nếu như Dương gia không có xuất hiện nhân vật mới, bọn họ có thứ không phù hợp với thực lực của mình, vậy sẽ chỉ mang đến tai họa cho bọn họ. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Bây giờ Dương gia cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, cần tích dày phát mỏng. Dương gia chúng ta thu được công pháp cùng huyền kỹ của năm đại thế gia, khiêm tốn phát triển hơn 10 năm, thực lực của Dương gia khi đó nhất định sẽ hơn Vũ gia cùng Khô gia. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Hắn cùng Dương Liêm Xương cuối cùng vẫn phải rời khỏi đây, mà một khi hai người bọn họ rời đi, vậy cũng có thể chính là lúc tai họa của Dương gia bắt đầu. Không thể không nói, Dương Diệp vẫn có chút bội phục Dương Liêm Xương. Bởi vì Dương Liêm Xương rất quyết đoán, nhiều thế giới như vậy mà nàng nói buông tha liền buông tha, người bình thường nhất định là làm không được. Dương Liêm Xương khẽ cười. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta trở về thôi. Nói xong, thân hình chợt rung lên rồi lập tức biến mất khỏi đó. Dương Diệp nhìn lướt qua bên dưới, sau đó cũng lập tức biến mất. Thành cổ. Sau khi Dương Diệp trở lại Dương gia thì không đi tu luyện, mà làm bạn với đám người Tô Thanh Thi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã có phần sao nhãng với người thân của mình. Thật ra, hắn rất muốn đưa tất cả đám người Tô Thanh Thi vào Hồng Mông Tháp. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không lựa chọn làm như thế. Bởi vì bên trong Hồng Mông Tháp cũng không chắc là an toàn nhất. Nói chính xác là theo chân hắn rất nguy hiểm, trên đường đi tới, hắn gần như không có một ngày nào yên tĩnh. Hơn nữa, nếu như đám người Tô Thanh Thi ở bên trong Hồng Mông Tháp, các nàng sẽ lập tức cảm nhận được chuyện hắn gặp phải. Hắn không muốn mỗi ngày đám người Tô Thanh Thi đều sống trong lo lắng đề phòng. Vào đêm, ở ngọn núi phía sau thành cổ, Dương Diệp đứng trên đỉnh núi. Mà ở bên cạnh hắn là Minh Nữ. Hai người cứ đứng như vậy. Qua rất lâu, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Minh Nữ. Lần này, cảm ơn các ngươi. Trước đó nếu như không có đám người Minh Nữ giúp đỡ, Dương gia căn bản không có cách nào chiến thắng Doanh gia và năm đại thế gia. Minh Nữ khẽ lắc đầu. Chuyện nhỏ thôi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Đúng rồi, các ngươi nói muốn ta giúp, rốt cuộc là giúp chuyện gì? Minh Nữ im lặng rất lâu, sau đó nói. Thật ra, có khả năng cũng không cần thiết. Có ý gì? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ nói. Mục đích chủ yếu của chúng ta là thiếu tự u điện chủ, nếu như nàng đi tới thượng giới, vậy chúng ta sẽ đi tới đó. Chúng ta muốn đi thượng giới thì thực lực rõ ràng không đủ, cho nên cần phải mượn thanh kiếm gỗ này của ngươi. Có thanh kiếm gỗ này, khả năng chúng ta đi lên được sẽ lớn rất nhiều. Nói đến đây. Nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Nếu như nàng không đi tới thượng giới, vậy chúng ta sẽ ở trung thiên vũ trụ này tiếp tục tìm kiếm nàng. Tuy nhiên, chúng ta sớm muộn cũng sẽ phải đi thượng giới. Người thường sẽ đi tới chỗ cao. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Lúc này, Minh Nữ nói. Ngươi chừng nào thì có thể đi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. 3 ngày sau, ta phải xử lý tốt chuyện ở đây đã. Minh Nữ khẽ gật đầu. Được, trước chờ ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên xuất hiện ở đó. Vẻ mặt Dương Liêm Xương nghiêm trọng. Có phiền toái. Chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Rất nhiều người đang tìm ngươi. Bọn họ đều đến từ Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Vẫn muốn tới sao? Dương Diệp vừa trở lại hiện thực, đột nhiên không gian ở trước mặt hắn bắt đầu chấn động, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, người tới chính là Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Dương Diệp khẽ cười. Vẫn tạm được. Dương Liêm Xương nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ta dẫn ngươi đi một chỗ trước. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nhanh. Hai người rời khỏi hệ thiên hoang. Thiên hư đại lục. Dương Liêm Xương dẫn theo Dương Diệp đi tới tổng bộ của Dương gia lúc trước. Tuy Dương Liêm Xương tuyệt đối không thu hồi những thế giới của Dương gia, nhưng Vũ gia cũng không chiếm những thế giới của Dương gia, Vũ gia làm việc vẫn có chừng mực. Dương Liêm Xương nói. Về tương lai của Dương gia,
người có ý kiến gì không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Người muốn nói gì? Dương Liêm Xương nhìn lướt qua bên dưới, sau đó nói. Dương gia đã không theo kịp bước chân của ngươi và ta. Mà một khi chúng ta rời đi, khi đó nếu như Dương gia không có xuất hiện nhân vật mới, bọn họ có thứ không phù hợp với thực lực của mình, vậy sẽ chỉ mang đến tai họa cho bọn họ. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Bây giờ Dương gia cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, cần tích giày phát mỏng. Dương gia chúng ta thu được công pháp cùng huyền kỹ của năm đại thế gia, khiêm tốn phát triển hơn 10 năm, thực lực của Dương gia khi đó nhất định sẽ hơn Vũ gia cùng Khô gia. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Hắn cùng Dương Liêm Xương cuối cùng vẫn phải rời khỏi đây, mà một khi hai người bọn họ rời đi, vậy cũng có thể chính là lúc tai họa của Dương gia bắt đầu. Không thể không nói, Dương Diệp vẫn có chút bội phục Dương Liêm Xương. Bởi vì Dương Liêm Xương rất quyết đoán, nhiều thế giới như vậy mà nàng nói buông tha liền buông tha, người bình thường nhất định là làm không được. Dương Liêm Xương khẽ cười. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta trở về thôi. Nói xong, thân hình chợt rung lên rồi lập tức biến mất khỏi đó. Dương Diệp nhìn lướt qua bên dưới, sau đó cũng lập tức biến mất. Thành cổ. Sau khi Dương Diệp trở lại Dương gia thì không đi tu luyện, mà làm bạn với đám người Tô Thanh Thi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã có phần sao nhãng với người thân của mình. Thật ra, hắn rất muốn đưa tất cả đám người Tô Thanh Thi vào Hồng Mông Tháp. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không lựa chọn làm như thế. Bởi vì bên trong Hồng Mông Tháp cũng không chắc là an toàn nhất. Nói chính xác là theo chân hắn rất nguy hiểm, trên đường đi tới, hắn gần như không có một ngày nào yên tĩnh. Hơn nữa, nếu như đám người Tô Thanh Thi ở bên trong Hồng Mông Tháp, các nàng sẽ lập tức cảm nhận được chuyện hắn gặp phải. Hắn không muốn mỗi ngày đám người Tô Thanh Thi đều sống trong lo lắng đề phòng. Vào đêm, ở ngọn núi phía sau thành cổ, Dương Diệp đứng trên đỉnh núi. Mà ở bên cạnh hắn là Minh Nữ. Hai người cứ đứng như vậy. Qua rất lâu, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Minh Nữ. Lần này, cảm ơn các ngươi. Trước đó nếu như không có đám người Minh Nữ giúp đỡ, Dương gia căn bản không có cách nào chiến thắng Doanh gia và năm đại thế gia. Minh Nữ khẽ lắc đầu. Chuyện nhỏ thôi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Đúng rồi, các ngươi nói muốn ta giúp, rốt cuộc là giúp chuyện gì? Minh Nữ im lặng rất lâu, sau đó nói. Thật ra, có khả năng cũng không cần thiết. Có ý gì? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ nói. Mục đích chủ yếu của chúng ta là thiếu tự u điện chủ, nếu như nàng đi tới thượng giới, vậy chúng ta sẽ đi tới đó. Chúng ta muốn đi thượng giới thì thực lực rõ ràng không đủ, cho nên cần phải mượn thanh kiếm gỗ này của ngươi. Có thanh kiếm gỗ này, khả năng chúng ta đi lên được sẽ lớn rất nhiều. Nói đến đây. Nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Nếu như nàng không đi tới thượng giới, vậy chúng ta sẽ ở trung thiên vũ trụ này tiếp tục tìm kiếm nàng. Tuy nhiên, chúng ta sớm muộn cũng sẽ phải đi thượng giới. Người thường sẽ đi tới chỗ cao. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Lúc này, Minh Nữ nói. Ngươi chừng nào thì có thể đi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. 3 ngày sau, ta phải xử lý tốt chuyện ở đây đã. Minh Nữ khẽ gật đầu. Được, trước chờ ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên xuất hiện ở đó. Vẻ mặt Dương Liêm Xương nghiêm trọng. Có phiền toái. Chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Rất nhiều người đang tìm ngươi. Bọn họ đều đến từ Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Vẫn muốn tới sao? Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp cũng không bất ngờ khi người Thiên Trụ Sơn tới tìm hắn, đây là chuyện hắn đã đoán trước. Những người có thể tìm tới nơi này à? Minh Nữ hỏi. Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể tìm ra, nhưng lấy thực lực của những người này, chỉ cần đồng ý bỏ chút thời gian, muốn tìm tới nơi này cũng không phải là chuyện gì khó. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương Diệp im lặng trong chớp mắt. Sau đó nói, đi Thiên Trụ Sơn. Dương Liêm Xương nói, bây giờ ngươi đi Thiên Trụ Sơn, chính là dê vào bầy sói. Đương nhiên, Thiên Trụ Sơn là nơi nhất định phải đi. Nhưng ta kiến nghị, ngươi tốt nhất tạm thời tránh một chút, sau đó chờ mấy ngày nữa hãy đi. Dương Diệp lắc đầu,
nếu chúng ta ở đây, nơi đây sẽ có phiền phức rất lớn. Chỉ khi ta đi Thiên Trụ Sơn, những người kia mới không tới gây sự với Dương gia. Dương Liêm Sương im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta đi cùng với ngươi. Dương Diệp nói. Ngươi vẫn nên ở lại Dương gia, bây giờ Dương gia cần một người cầm lái. Dương Liêm Sương lắc đầu. Bây giờ Dương gia cần không phải là một người cầm lái, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức. Con đường sau này của Dương gia, ta đã lên kế hoạch xong, bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta để thực hiện tiếp là được. Hơn nữa, có đế nữ cùng Thanh Thi ở đây, Dương gia sẽ không xảy ra vấn đề. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi sẽ không đưa các nàng đế nữ các đi chứ? Đương nhiên không. Dương Diệp lắc đầu. Hắn đi Thiên Trụ Sơn không phải đi chơi. Dẫn theo đám người đế nữ, nếu chẳng may hắn xảy ra vấn đề, vậy tất cả thật sự sẽ tiêu đời. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Lúc nào xuất phát? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Sau 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày sau đó, Dương Diệp không hề làm gì, mỗi ngày chỉ ở cùng đám người Tô Thanh Thi. Sau 2 ngày, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương còn có đám người minh nữ rời khỏi thành cổ. Bên ngoài thành cổ, chỗ cửa thành có một đám nữ tử đang đứng, bọn họ chính là đám người Tô Thanh Thi. Trước mặt Tô Thanh Thi, Dương Niệm Tuyết ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Thi. Mẫu thân, bao giờ phụ thân mới trở về? Tô Thanh Thi cúi đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Dương Niệm Tuyết, sau đó nói. Chờ Niệm Tuyết lớn hơn một chút, phụ thân sẽ trở lại. Dương Niệm Tuyết chớp chớp mắt. Thật vậy sao? Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Thật chứ? Bàn tay nhỏ bé của Dương Niệm Tuyết vỗ một cái. Vậy ta phải nhanh chóng lớn lên mới được. Nói xong, nàng kéo Lôi Lâm bên cạnh, hai nữ hài nhảy nhót chạy về phía trong thành. Ta muốn quay về hệ Thiên Tuyền. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt bên cạnh Tô Thanh Thi đột nhiên nói. Tô Thanh Thi nhìn phía chân trời rất lâu, sau đó nói. Hắn đã nói qua, sau khi đưa tiểu cô nương kia trở về, sẽ trả bảo vật kia cho chủ nhân cũ của nó, giải quyết xong đoạn nhân quả này sẽ dẫn theo chúng ta quay về hệ Thiên Tuyền ẩn cư. Tần Tịch Nguyệt khẽ lắc đầu một cái. Không đơn giản như vậy. Tô Thanh Thi im lặng vài hơi thở, sau đó nói. Ta cũng cảm thấy vậy. 2 canh giờ sau, tin tức Dương Diệp đi tới Thiên Trụ Sơn lại được truyền ra. Nói chính xác là Dương Diệp hiện thân. Bây giờ, hướng đi của Dương Diệp chính là Thiên Trụ Sơn. Sau khi lấy được tin tức này, những cường giả Thiên Trụ Sơn lập tức đuổi theo Dương Diệp. Trong tinh không mênh mông, đám người Dương Diệp đi rất nhanh về phía trước. Nhị tỷ cùng tam tỷ đều ở Thiên Trụ Sơn sao? Trên đường, Dương Diệp hỏi. Minh nữ khẽ gật đầu. Tại sao các nàng lại không đến? Dương Diệp lại hỏi. Minh nữ nói. Đại tỷ sắp đột phá, nhị tỷ cùng tam tỷ không thể rời đi. Đột phá, chân cảnh vài đoạn vậy. Dương Diệp nói. Minh nữ khẽ lắc đầu. Không phải đột phá cảnh giới, mà là thể chất nàng đã đang dần dần phát sinh biến hóa. Lần biến hóa này rất quan trọng với nàng. Nhân nhân. Dương Diệp im lặng, đại tỷ của U Minh Điện cũng chính là thiên nữ này, dĩ nhiên chính là nhân nhân. Đáng tiếc, đối phương không hoàn toàn là nhân nhân. Đúng lúc này, giới nữ đi đầu đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía giới nữ. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Giới nữ nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chúng ta bước vào một trận pháp kết giới. Trận pháp kết giới. Tất cả mọi người đều ngẩn người, sau đó bọn họ nhìn lướt qua xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Lúc này, giới nữ đột nhiên điểm một cái về phía trước, một điểm này trực tiếp làm cho không gian trong phạm vi gần vạn trượng chấn động mạnh. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Ở cách mọi người vạn trượng xuất hiện từng đường màu xanh lam đậm dường như tạo thành một hình vuông, bọn họ vừa vặn ở giữa hình vuông này. Bị phong tỏa. Có chút ngoài ý muốn. Ý. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Rất nhanh, ở cách mọi người không xa xuất hiện một bà lão áo bào đen. Bà lão có vẻ già nua, trên gương mặt đầy nếp nhăn, trên thân tản ra một khí tức thần bí khiến cho người ta buồn nôn. Cường giả chân cảnh lục đoạn. Ánh mắt của bà lão rơi vào trên thân giới nữ. Không ngờ được, trận pháp kết giới của ta lại bị một tiểu nữ hài chân cảnh nhất đoạn phát hiện. Thật là làm cho người ta bất
Ngo, các hạ đến từ Thiên Trụ Sơn. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Bà lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Là ta. Bà lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đúng là một yêu nghiệt, ta cũng không muốn nói gì nhiều, cơ chiếm gỗ này là ngươi tự mình giao ra, hay là ta tự mình tới lấy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chỉ một mình ngươi tới. Bà lão nói. Thế nào, không đủ à? Dương Diệp khẽ cười. Thật sự chỉ là một người à? Nói đến đây, thần sắc hắn đột nhiên dữ tợn. Một mình ngươi cũng dám tới sao? Dứt lời, chân phải của hắn dẫm mạnh xuống mặt đất một cái. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, kiếm quang hiện lên. Phía xa, bà lão kia nheo mắt lại, trong mắt chấp hiện sát ý lạnh lẽo, rõ ràng, hành động này của Dương Diệp làm cho bà ta tức giận. Trong phút chốc, một khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể của bà lão cuốn ra ngoài, khí thế cường đại này trực tiếp ép Dương Diệp dừng lại, nhưng trong phút chốc, tay trái của Dương Diệp nắm kiếm chợt xoay tròn. Suy! Khí thế kia trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp tách ra làm hai, nhưng bà lão kia đã lập tức biến mất, bởi vậy, một kiếm này của Dương Diệp thất bại. Một kiếm thất bại, Dương Diệp nhanh chóng quay người chém xuống một kiếm. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Cách Dương Diệp không xa, bà lão kia nhìn bàn tay của mình, ở trên bàn tay bà ta có một vết máu rất dễ làm cho người khác chú ý. Im lặng trong chớp mắt, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía xa Dương Diệp. Không trách được ngay cả người đưa tang cũng chết ở trong tay ngươi, quả thật có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, ta không có khả năng giống như người đưa tang, ta. Lúc này, giọng nói của bà lão chợt ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt bà ta, người tới, kiếm cũng tới. Trong mắt bà lão hiện lên một sự tàn ác, tay phải của bà ta thò ra phía trước, sau đó đột nhiên xoay tròn, trong phút chốc, Dương Diệp cảm giác trời xoay đất chuyển, mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, trong phút chốc, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng màu vàng nhạt. Sau khi ánh sáng màu vàng xuất hiện, suy, một tiếng kim loại chói tai đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp ngừng sau, hắn đưa tay sờ cổ họng của mình, nơi đó có một vết máu mờ. Giờ phút này, trong mắt Dương Diệp có thêm một chút nghiêm trọng. Trong chớp mắt vừa rồi, nếu như không phải hắn thi triển ra bá thể vô song, đầu hắn có khả năng cũng bị đối phương cắt bỏ. Thực lực của bà lão này rất mạnh. Phía xa, bà lão kia nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có thêm một chút nghiêm trọng. Không ngờ được thân thể ngươi tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Tuy nhiên, ta thật ra muốn xem thử thân thể ngươi có thể đề phòng được ta mấy lần. Dứt lời, thân hình bà ta đột nhiên run lên, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, một điểm ánh sáng lạnh bắn thẳng đến giữa chân mày của Dương Diệp. Dương Diệp cũng không sử dụng thân thể của mình cứng rắn chống lại, chân phải của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, cả người lướt sang bên trái khoảng 10 trượng. Nhưng trong phút chốc, hắn lại quay người chém một kiếm về phía bên cạnh. Ầm! Không gian trước mặt Dương Diệp trực tiếp bị một kiếm này chém nát, trong phút chốc, hai người ở trong một hố đen không gian. Bên trong hố đen không gian, kiếm quang cắt qua ngang dọc, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Thực lực của bà lão này còn mạnh hơn người đưa tang. Ầm ầm ầm! Đúng lúc này, hố đen không gian kia đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Từng tiếng nổ vang không ngừng từ trong đó vang vọng lên. Bên cạnh, trong mắt đám người Dương Liêm Sương có thêm một chút lo lắng. Tuy các nàng đều biết thực lực của Dương Diệp đã được tăng lên rất nhiều, nhưng người trước mắt này lại là lão quái vật đến từ Thiên Trụ Sơn, thực lực của đối phương mạnh hơn cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường rất nhiều. Ầm! Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, hai bóng người từ trong hố đen không gian này bay ra. Khi hai người bay ra ngoài, hố đen không gian kia lập tức khôi phục lại bình thường. Rất nhanh, Dương Diệp cùng bà lão kia xuất hiện ở trong tầm mắt của các nàng. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp có vết máu tươi, không chỉ khóe miệng, trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết thương kỳ lạ. Mà trên người bà lão kia cũng có rất nhiều vết thương do kiếm gây ra. Vẻ mặt bà lão rất khó coi, ban đầu, bà ta cho rằng mình có thể nhanh chóng giết chết Dương Diệp, nhưng bà ta không ngờ được. Dương Diệp lại có thể chiến đấu ngang sức với mình.
không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu bà lão, bởi vì cũng không chỉ bà ta muốn tìm Dương Diệp, bởi vì bà ta sử dụng phương pháp đặc biệt, cho nên mới tìm được Dương Diệp trước. Nhưng không bao lâu nữa, những người khác chắc chắn cũng sẽ tìm được Dương Diệp. Khi đó sẽ có phiền toái hơn. Im lặng trong chớp mắt, bà lão đột nhiên vung tay phải lên, trong phút chốc, một con dị thú kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bà ta, con dị thú này có gương mặt dữ tợn, hình dạng giống như sư tử, toàn thân tản ra một khí thế tàn ác cuồng bạo khiến cho người ta khiếp sợ. Giết! Bà lão vừa dứt lời, con dị thú này trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Bản thân nó cũng lao sát theo. Lấy nhiều khinh ít à. Dương Diệp ngây người, sau đó hắn nhìn về phía đám người Dương Liêm Sương bên cạnh. Mọi người còn nhìn làm gì nữa? Cùng tiến lên đi. Các nàng. Cùng tiến lên. Ban đầu, Dương Diệp muốn một đấu một với lão bà này. Bởi vì hắn muốn xem thử thực lực của mình ra sao, nhưng hắn không ngờ được lão bà này lại có thể không một đấu một với hắn. Đối phương còn có thể gọi giúp đỡ. Dưới tình huống này, hắn tất nhiên sẽ không đi một đấu một cùng đối phương. Vây đánh. Dương Diệp quyết đoán lựa chọn vây đánh. Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Dương Liêm Sương liền ngây người, sau đó các nàng liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc đều ra tay. Nhìn thấy đám người Dương Liêm Sương ra tay, khóe miệng của bà lão kia cong lên lộ vẻ châm chọc, một đám kiến hôi chân cảnh nhất đoạn tự nhiên cũng dám ra tay với bản tôn, đúng là không biết sống chết. Dứt lời, bà ta vung tay phải lên, một lực lượng cường đại cuốn về phía đám người Dương Liêm Sương. Một sợi dây xích màu đen xuyên qua không trung, trực tiếp đánh vào trên luồng khí tức kia. Ầm, luồng khí tức kia trực tiếp ầm ầm tiêu tan. Rất nhanh, các nàng đi tới trước mặt bà lão kia. Vừa giao đấu, vẻ mặt lão bà lại thay đổi. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Ban đầu, bà ta cho rằng loại thiên tài giống như Dương Diệp chắc hẳn đặc biệt hiếm thấy, nhưng sự thật nói cho bà ta biết, không chỉ không ít, trái lại còn rất nhiều. Những nữ nhân trước mắt này đều giống hắn. Hai bên vừa giao đấu, bà lão cùng con mãnh thú thần bí này đã trực tiếp bị áp chế. Không có sức đánh trả. Khi các nàng cùng liên thủ của Dương Diệp, bà lão kia gần như không có sức đánh trả. Bà lão càng đánh càng kinh ngạc, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, bà lão kia tự nhiên trực tiếp ngồi lên trên con dị thú này, sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát. Mọi người đều sửng sốt, không ai nghĩ tới lão bà này lại có thể chạy trốn. Sau vài hơi thở, Dương Liêm Sương nói. Bà ta là một người thông minh, không trốn thì bà ta chỉ có một con đường chết. Mặc dù bà lão là chân cảnh lục đoạn, hơn nữa còn không phải là chân cảnh lục đoạn bình thường, nhưng mỗi người trong đám người bọn họ đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Đừng nói bọn họ liên thủ, cho dù một mình Dương Diệp cũng đủ để đối đầu với bà lão kia. Lúc này, Minh Nữ đột nhiên nói. Không cần quá lo lắng về loại người như thế. Chúng ta thật sự cần lo lắng chính là tu hành giả, còn có cổ tu giả, đặc biệt là cổ tu giả, người như thế căn bản không thể cân nhắc theo lẽ thường. Tu hành giả, cổ tu giả. Người Dương Diệp nghĩ đến đầu tiên là kiếm tiên Lý Thái Bạch cùng nữ tử váy màu đỏ này. Kiếm tiên Lý Thái Bạch chính là tu hành giả, thực lực hắn cũng không cần phải nói. Cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường ở trước mặt hắn căn bản không đủ nhìn. Mà nữ tử váy màu đỏ này, hắn đã tự mình lĩnh giáo rồi. Không chỉ hắn, bọn họ đều đã lĩnh giáo qua. Trước đây, nếu như không phải Vũ Điện Sứ đứng ra, bọn họ có thể sẽ bị đối phương giết sạch. Mà thực lực của đối phương còn không phải là thời kỳ đỉnh phong. Lúc này, Minh Nữ lại nói. Ở Thiên Trụ Sơn có rất nhiều lão quái vật ẩn nấp, mục đích duy nhất của bọn họ chính là phá tan kết giới Thiên Trụ Sơn, bước vào Đại Thiên Vũ Trụ, đi tìm kiếm võ đạo văn minh càng cao hơn. Mà trong kết giới này, người bình thường căn bản không có khả năng xông qua được. Nhưng kiếm gỗ của ngươi có lực sát thương vô cùng lớn đối với kết giới ở nơi đó, cho nên những người này sẽ không bỏ qua thanh kiếm gỗ của ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Minh Nữ. Ngươi muốn nói gì? Minh Nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Lần này đi Thiên Trụ Sơn rất nguy hiểm. Sau đó thì sao? Dương Diệp cười nói. Minh Nữ nói. Ta suy nghĩ rất lâu rồi. Ta cũng cảm thấy ngươi không nên đi vào lúc này. Bởi vì nếu bây giờ ngươi đi, tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của Thiên Trụ Sơn, khi đó, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, phiền toái của ngươi thật sự sẽ vô cùng vô tận.
Dương Diệp lắc đầu. Có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Nếu ta không đi, bọn họ sẽ dùng phương pháp khác để ép ta đi ra. Ví dụ như gây sự với các ngươi, gây sự với Dương gia, thậm chí là gây sự với Vũ gia. Bọn họ sẽ gây phiền phức cho người có quan hệ với ta, sau đó ép ta hiện thân. Dưới tình huống đó, ta trái lại còn rơi vào bị động. Nếu như vậy, không bằng ta đơn giản chủ động đi Thiên Trụ Sơn, đổi bị động làm chủ động. Lúc này, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Thật ra, người nói cũng không sai. Nếu đã không cách nào tránh khỏi chuyện này, vậy chủ động đối mặt là được. Không quan tâm mọi chuyện thế nào, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Cho dù là cổ tu giả đi ra, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Dương Diệp liếc nhìn Dương Liêm Sương, cười nói. Không thể không nói, ta rất cảm động. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Tuy nhiên, ta quyết định sẽ một mình đi tới Thiên Trụ Sơn. Thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ làm vướng chân ngươi sao? Thiếu nữ cưỡi heo không vui nói. Dương Diệp lắc đầu. Ta không phải có ý này. Các ngươi suy nghĩ xem, nếu như ta đi cùng với các ngươi, để cho đám Thiên Trụ Sơn biết được, bọn họ sẽ làm như thế nào? Bọn họ chắc chắn cũng sẽ tìm người tập hợp thành đội. Ta nghĩ, các ngươi sẽ không muốn cùng lúc đối mặt với hơn 10 vị cường giả chân cảnh lục đoạn chứ? Dương Liêm Sương khẽ nhíu mày. Ý của ngươi là chúng ta tách ra. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thật ra, nếu như chỉ có một mình ta, nói thật, chỉ cần ta muốn chạy trốn, năm vị cường giả chân cảnh lục đoạn tới cũng không làm gì được ta. Hơn nữa, cộng thêm thân pháp đặc biệt của ta, ta thậm chí có thể giết ngược lại. Cho nên ta quyết định tách khỏi các ngươi, sau đó chúng ta sẽ tập trung ở Thiên Trụ Sơn. Đương nhiên, đến lúc đó nếu như ta cần sự trợ giúp, ta sẽ liên hệ với các ngươi từ ngoài sáng tiến vào trong tối, cũng đúng là một con át chủ bài của ta. Hắn là kiếm tu, cũng có thể là một thích khách. Khi hắn biến thành thích khách, đây tuyệt đối là ác mộng của đối thủ hắn. Bởi vì tốc độ của hắn bây giờ, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản không phải là đối thủ. Mà nếu như đi cùng với đám người Dương Liêm Sương, vậy hắn lại không thể là một thích khách được. Cho nên, hắn quyết định đi một mình. Ở đó, Dương Liêm Sương im lặng sau một hồi rồi khẽ gật đầu. Ngươi nói cũng không phải không có lý, tuy nhiên ngươi thật sự xác định chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Xác định. Dương Liêm Sương nói. Tốt lắm, chúng ta tách nhau ra, cuối cùng tập hợp ở Thiên Trụ. Sơn. Dương Diệp liếc mắt nhìn các nàng, cuối cùng nhìn An Nam Tĩnh. Theo các nàng hay là đi theo chân ta? An Nam Tĩnh im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Các nàng. Vì sao? Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, hắn vốn cho rằng An Nam Tĩnh sẽ đi theo hắn. An Nam Tĩnh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta muốn cùng các nàng nghiên cứu thảo luận võ đạo. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Được. Vậy chúng ta gặp ở Thiên Trụ Sơn. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên. Nói xong, hắn liếc nhìn đám người minh nữ. Các vị, hẹn gặp ở Thiên Trụ Sơn. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Sau vài hơi thở, bên ngoài vạn dặm vang lên một tiếng kiếm ngân. Hắn không muốn liên lụy đến chúng ta. Lúc này, minh nữ đột nhiên nói. Các nàng khẽ gật đầu. Đừng thấy các nàng đều có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng đối với những lão quái vật Thiên Trụ Sơn kia vẫn còn có chút không đủ. Nếu như Dương Diệp đi theo các nàng, không hề nghi ngờ, các nàng sẽ theo Dương Diệp trở thành tiêu điểm bị chú ý của Thiên Trụ Sơn. Khi đó, rất nhiều lão quái vật sẽ nhằm vào các nàng. Mà lấy thực lực của các nàng bây giờ, tuyệt đối không chịu nổi những lão quái vật Thiên Trụ Sơn kia nhằm vào, càng chưa nói tới những cổ tu giả. Hắn không sao chứ? Thiếu nữ cưỡi heo nói. An Nam Tĩnh lắc đầu. Mạng hắn rất cứng. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Minh nữ khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi tới Thiên Trụ Sơn chờ hắn. Dứt lời, thân hình các nàng run lên, lập tức biến mất. Ngoài mấy vạn dặm, sau khi Dương Diệp cùng đám người minh nữ tách ra, hắn một đường ngự kiếm đi nhanh, hắn tuyệt đối không che giấu hành tung. Bởi vì hắn muốn nói cho người đời biết, Dương Diệp hắn bây giờ chỉ đơn độc một mình. Nói chính xác là hắn muốn cho ánh mắt những người ở Thiên Trụ Sơn đều tập trung ở trên người hắn, mà không phải đi gây sự với đám người minh nữ. Rất nhanh,
Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một lão già tay cầm đoàn đao. Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp nói. Lão già khẽ gật đầu. Kiếm gỗ. Gỗ đại gia nhà ngươi. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời lão già nói. Trong phút chốc, hắn trực tiếp mang theo kiếm xuất hiện ở trước mặt lão già. Ngay sau đó, vị trí cách giữa chân mày của lão già mấy tấc xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Đồng tử của lão già hơi co lại, rõ ràng hắn không ngờ được Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay, càng không ngờ tới kiếm của Dương Diệp nhanh như vậy. Nhưng thật may, kiếm của Dương Diệp nhanh như vậy, nhưng còn chưa nhanh đến mức hắn không có cách nào chống lại. Vào lúc kiếm sắp đâm vào giữa chân mày của lão già, Dương Diệp đột nhiên cảm giác một lực lượng cực lớn truyền đến trên kiếm tổ trong tay hắn. Keng! Theo một tiếng động chói tai vang lên, cả người Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lùi phía sau. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, bởi vì một thanh trường đao đã đi tới cách giữa chân mày hắn không đến nửa tấc. Đã không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Dương Diệp cố nghiêng người tránh né, làm cho thanh trường đao này lướt qua gò má của hắn, mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp chợt quét ngang, nhưng một kiếm này lại chém hụt. Lúc này, lão già kia đã xuất hiện ở cách đó hơn trăm trượng. Phía xa, lão già liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ý thức chiến đấu cùng phản ứng không tệ. Dương Diệp khẽ nói. Ngươi cũng không tệ. Ở đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người đồng thời lập tức biến mất. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, mảnh tinh không này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, từng đao quang cùng kiếm quang trực tiếp xé rách không gian ở đó thành từng mảnh. Nửa khắc sau, Dương Diệp cùng lão già kia đột nhiên ngừng lại. Khóe miệng Dương Diệp cong lên có chút hung ác, cổ tay hắn thoáng động, lại muốn ra tay lần nữa, mà vào lúc này, không gian phía sau lưng lão già này đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, hai khí tức cực kỳ cường đại đã xuất hiện ở đó, rất nhanh, hai lão già hiện ra. Chân cảnh lục đoạn. Hai lão già đều là chân cảnh lục đoạn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, hai người nhìn về phía Dương Diệp, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm chỉ vào lão già cầm đao này. Tức giận nói. Trả thanh kiếm gỗ lại cho ta, nếu không, hôm nay chúng ta không chết không dừng. Lão già cầm đao. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt của hai lão già lập tức chuyển sang lão già cầm đao này. Ánh mắt không tốt. Lúc này, lão già cầm đao này trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi không nên giở trò này với lão phu ta. Đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía lão già cầm đao này. Vẻ mặt lão già cầm đao trầm xuống, cổ tay nhất thời chuyển động, trong phút chốc, rất nhiều đường đao quang giống như mưa xối xả bao phủ lấy Dương Diệp. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị những đao quang đánh đến ngoài mấy nghìn trượng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già cầm đao vốn đang muốn ra tay lập tức sửng sốt. Bởi vì Dương Diệp không thể kém như vậy được. Phụt! Lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên phun ra mấy ngụm máu, gương mặt còn cực kỳ tái nhợt, dáng vẻ không chịu nổi một đòn. Lúc này lão già cầm đao này hoàn toàn sửng sốt. Thực lực của Dương Diệp này không phải như vậy mà. Dương Diệp này đang giở trò quỷ gì vậy? Đúng lúc này, Dương Diệp phía xa đột nhiên lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói. Mối thù đoạt kiếm, ngày khác ta nhất định sẽ báo lại gấp trăm lần. Dứt lời, hắn xoay người thân hình run lên. Trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Lão già cầm đao ngây người, sau đó tức giận nói. Muốn chạy trốn à? Nói xong, hắn lại muốn ra tay, mà lúc này, hai lão già đột nhiên ngăn cản ở trước mặt của hắn. Lão già áo bào xa hoa bên trái kia nhìn chằm chằm vào lão già cầm đao. Kiếm! Ở bên phải lão già áo bào xa hoa, mặc dù lão già tóc trắng kia không có nói gì. Nhưng khí tức lại trực tiếp phong tỏa lão già cầm đao. Lão già cầm đao trầm giọng nói. Kiếm không ở trên người ta. Hai lão già nhìn lão già cầm đao nhưng không nói gì, trong mắt lại lộ rõ vẻ không tin. Vẻ mặt lão già cầm đao trầm xuống. Đây là âm mưu của tiểu tử kia, kiếm kia còn đang trên người hắn, bây giờ các ngươi đuổi theo có thể còn kịp, nếu không, một khi tiểu tử này ẩn nấp, các ngươi căn bản không tìm được hắn đâu. Lão già áo bào xa hoa khẽ nói. Chúng ta đuổi theo hắn, sau đó ngươi liền trốn, đúng không? Lão già cầm đao liếc mắt nhìn hai người. Lão phu nói một lần cuối, kiếm kia không ở trên người lão phu.
Lão già áo bào xa hoa cười lạnh nói. Dương Diệp rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể cướp đi kiếm của hắn dễ dàng như trở bàn tay. Còn nữa, nếu như kiếm kia ở trên tay hắn, trước đó tại sao hắn không sử dụng thanh kiếm gỗ này? Các hạ, lão phu cũng nói một lần cuối, giao ra kiếm gỗ, hai người chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Nếu không, hôm nay, mạng của ngươi lại để lại ở chỗ này. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao vừa rồi Dương Diệp biểu hiện không chịu nổi một đòn như vậy. Đối phương là đang ngầm hại hắn. Lão già cầm đao im lặng vài hơi thở, sau đó nói. Được, cho các ngươi. Dứt lời, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên sự hung ác, trong phút chốc, hai tay hắn nắm trường đao chợt một quét ngang về phía trước. Một đường đao khí mạnh mẽ từ trong trường đao của hắn nhanh chóng hiện ra, mà vào giây phút hắn vung đao, hai lão già kia thoáng biến sắc. Trong phút chốc, một sóng khí khủng khiếp đột nhiên bạo phát ra, hai lão già kia trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau chừng trăm trượng. Mà lúc này, lão già cầm đao này đã không còn ở đó nữa. Đuổi theo, lão già áo bào xa hoa vừa dứt lời, hai người trực tiếp biến mất. Mà sau khi ba người biến mất không lâu, một nam tử lặng lẽ xuất hiện ở đó. Người nam tử này chính là Dương Diệp đã rời đi lúc đó. Nhìn về phía nơi ba lão già biến mất, khóe miệng Dương Diệp khẽ cười. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì từ trong không trung trước mặt hắn xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này xuất hiện không hề có dấu hiệu nào báo trước. Hắn nhận ra nữ tử này, chính là nữ tử váy màu đỏ Tu Du Sơn kia. Ngươi hình như rất đắc ý đúng không? Nữ tử váy màu đỏ nói. Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, sau đó nói. Ngươi làm sao tìm được ta? Nữ tử váy màu đỏ đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp phía xa đột nhiên giơ kiếm chém. Kiếm ra, một kiếm khí sáng như tuyết chợt lóe lên ở nơi đây. Tay ngọc của nữ tử váy màu đỏ nhẹ nhàng rạch một cái, một đường ánh sáng đỏ chợt lóe lên, ánh sáng đỏ này lập tức phá vỡ đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đã không còn ở đó nữa. Nữ tử váy màu đỏ ngẩng đầu liếc nhìn qua phía xa, trong phút chốc, toàn thân nàng trực tiếp biến mất. Ngoài mấy vạn dặm, Dương Diệp vốn ngự kiếm lao nhanh đi thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở phía trước hắn không xa xuất hiện một người. Người này chính là nữ tử váy màu đỏ này. Nữ tử váy màu đỏ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Có thể tiếp tục trốn thử xem. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Nói đi, có chuyện gì? Nếu như là muốn kiếm, vậy thì cũng không cần nói nữa, trực tiếp ra tay đi. Nữ tử váy màu đỏ nói. Ngươi vẫn không hiểu, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không bảo vệ nổi thanh kiếm kia. Giao ra thanh kiếm kia, ngươi sẽ không có phiền phức nữa, hiểu chưa? Dương Diệp khẽ cười. Ta tất nhiên biết, nhưng không có cách nào, Dương Diệp ta không muốn sống sót như vậy. Kiếm là của ta, những người này muốn, sau đó ta phải đưa cho bọn họ, dựa vào cái gì chứ? Lùi một vạn bước mà nói, ta giao thanh kiếm cho bọn họ, nhưng sau này bọn họ lại muốn ta đưa đồ khác thì sao? Lẽ nào ta lại phải đưa cho bọn họ? Hoặc nói, bọn họ muốn mạng của ta, có phải ta cũng nên giơ cổ ra, sau đó cho bọn họ chém hay không? Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, sau đó lại nói. Là đồ của ta thì chính là của ta, ai muốn tới cướp, ta lại giết chết người đó. Nữ tử váy màu đỏ nhìn Dương Diệp sau một hồi, sau đó nói. Có cá tính, Dương Diệp nói. Ngươi là cổ tu giả, ta nghĩ lấy thực lực của bản thân ngươi, chắc không cần mượn kiếm gỗ tới phá kết giới này chứ. Nữ tử váy màu đỏ nhìn thẳng Dư Hồ Di Diệp. Kết giới này là do lão già mặc áo đạo sĩ cùng một vài tu sĩ cường đại tạo ra, mức độ khủng bố của nó thế nào, người khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, địa ốc này với ta cũng không phải quá khó. Nhưng thiên trụ sơn này thật sự đáng sợ, cũng không phải kết giới này. Ta không muốn tốn quá nhiều sức lực cho nó. Thật sự không phải là sợ kết giới này sao? Dương Diệp nhíu mày nói. Thiên trụ sơn này có vật gì đáng sợ? Không thể không nói, trong lòng hắn có chút tò mò. Thực lực của nữ tử váy màu đỏ này không phải khủng khiếp bình thường. Nhưng hắn không ngờ được, thiên trụ sơn vẫn còn có thứ làm cho nữ tử váy màu đỏ này kiêng kỵ như vậy. Nữ tử váy màu đỏ xoay người nhìn về phía xa, nơi đó chính là hướng của thiên trụ sơn. Im lặng rất lâu, nàng nói. Sau này ngươi sẽ biết.
Trên gương mặt Dương Diệp tối sầm, nữ nhân này lại có thể nhử hắn. Lúc này, nữ tử váy màu đỏ xoay người nhìn về phía hắn. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng là tới thời kỳ kết giới Thiên Trụ Sơn suy yếu, lúc này, hễ là người có năng lực đều đã đi tới Thiên Trụ Sơn. Nơi đó tập trung tất cả cường giả trong Trung Thiên Vũ Trụ. Mà ngươi chính là kẻ địch của tất cả mọi người. Nguyên nhân thì ngươi cũng biết, cho nên ngươi thật sự không giao thanh kiếm ra sao. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử váy màu đỏ. Không giao. Nữ tử váy màu đỏ khẽ gật đầu. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Sao vậy, ngươi không cướp à? Dương Diệp nói. Nữ tử váy màu đỏ liếc nhìn Dương Diệp. Hẹn gặp ở Tu Du Sơn. Dứt lời, nàng xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp im lặng, trong mắt có phần nghi ngờ. Nữ tử váy màu đỏ này có chút không bình thường. Im lặng rất lâu, hắn lắc đầu và thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó lập tức biến mất. Bây giờ, có thể nói Trung Thiên Vũ Trụ không bình thường. Bởi vì rất nhiều cường giả thần bí đều đang chạy về một chỗ. Mà chỗ này chính là Thiên Trụ Sơn. Ngoài việc đó ra, tất cả cường giả đều đang hỏi thăm tung tích của Dương Diệp. Đã từng có thanh kiếm từ thượng giới rơi xuống, thanh kiếm này đâm rách kết giới. Nói một cách đơn giản, kiếm kia có thể phá kết giới. Mà bây giờ, thanh kiếm này ở trong tay của Dương Diệp. Tìm Dương Diệp. Vô số người đều đang tìm Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp cũng đang chạy về phía Thiên Trụ Sơn. Không thể không nói, Dương Diệp biết rõ trong núi có hổ, lại chạy về phía núi. Đối với hắn, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như hắn không đi Thiên Trụ Sơn, những lão quái vật Thiên Trụ Sơn nhất định sẽ giống như chó điên tìm kiếm Dương gia, sau đó lợi dụng tất cả mọi chuyện có thể lợi dụng tới buộc hắn đi ra. Nếu như vậy, không bằng hắn dứt khoát trực tiếp đi tới Thiên Trụ Sơn, sau đó cùng những người này tìm ra một kết cục. Hắn chính là muốn nói cho những người này biết, Dương Diệp ta tới Thiên Trụ Sơn. Các ngươi đều không cần tìm ta. Sau 2 ngày, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trong tinh không xuất hiện một áp lực cường đại như có như không, áp lực này làm cho hắn cảm thấy nặng nề. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp phóng ra 2 loại ý cảnh, sau khi 2 loại ý cảnh xuất hiện, hắn cảm giác có chút khá hơn, sau đó tiếp tục đi tới. Nhưng còn chưa đi bao lâu, hắn đã ngừng lại, bởi vì áp lực này tự nhiên càng lúc càng nặng, lúc này, hắn thậm chí cảm thấy khó thở. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Tấm bản đồ này chính là do Minh Nữ vẽ đường cho hắn đi tới Thiên Trụ Sơn. Một lát sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không trách được, sắp đến Thiên Trụ Sơn rồi. Im lặng vài hơi thở, thân hình hắn run lên, từ trong tinh không nhanh chóng rơi xuống, chỉ trong giây lát, hắn đã đi tới mặt đất. Khi nói câu này, hắn không thể bay ở trong tinh không. Bởi vì như vậy thì mục tiêu quá lớn. Cho dù hắn tới Thiên Trụ Sơn, nhưng hắn cũng không muốn phải lập tức đối mặt với rất nhiều cường giả cấp lão quái vật. Lần này tới Thiên Trụ Sơn, hắn chủ ý là phải khiêm tốn giấu mình. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy một mảnh đất chết không có bóng người, khắp nơi lộ ra một sự hoang vắng. Hắn lấy ra địa đồ và liếc nhìn, sau đó tiếp tục đi tới. Lúc này, hắn đã thay áo bào đen, mục đích dĩ nhiên là không muốn bị người khác nhận ra. Đi khoảng 1 canh giờ. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, một đường ánh sáng lạnh đâm thẳng vị trí cổ họng của hắn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, một quyền đánh ra. Ầm! Theo một tiếng động nặng nề vang lên, một bóng người từ không gian trước mặt hắn bị đập ra. Dương Diệp lại muốn tiếp tục ra tay, mà khi hắn nhìn thấy đối phương, hắn lập tức sửng sốt. Là ngươi! Trong giọng nói của Dương Diệp kèm theo một chút kinh ngạc. Ở trước mặt Dương Diệp là một nữ tử. Dương Diệp nhận ra nữ tử này, chính là Vân Thiển của Bí Tông. Dương Diệp không ngờ được mình sẽ gặp được đối phương ở đây, càng không ngờ tới đối phương lại đột nhiên ra tay với hắn. Phía xa, Vân Thiển liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ngươi là ai? Giọng nói của Dương Diệp đã thay đổi, bởi vậy nàng căn bản không biết người trước mắt này chính là Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Vì sao ra tay với ta? Vân Thiển nói. Ngươi vi phạm quy định. Quy định? Dương Diệp nhíu mày. Quy định gì? Ngươi mới lần đầu tiên tới đây sao? Vân Thiển hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vân Thiển liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói.
Nơi đây tên Xích Nguyên, sau Xích Nguyên chính là Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn rất nguy hiểm, ngoại trừ những cường giả cấp lão quái vật ra, người khác căn bản không có cách nào sinh tồn ở nơi này. Cho nên Xích Nguyên chính là nơi cư trú của những tông môn cùng cá nhân có tê khực lực yếu kém chúng ta. Nói đến đây, Vân Thiển dừng lại một lát mới nói tiếp. Một khu vực này là nơi của bí tông ta, người tự ý bước vào địa bàn của bí tông ta. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa trống rỗng. Nhưng chẳng bao lâu, hắn phát hiện ra điểm khác thường. Không gian phía xa có chút kỳ lạ. Trận pháp. Nơi đó có một trận pháp bao trùm, chỉ có điều từ bên ngoài rất khó nhìn ra được. Ngươi nhận ra ta. Lúc này, Vân Thiển đột nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Bí Tông cũng tới đây sao? Vân Thiển lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là a? Dương Diệp lắc đầu, sau đó hắn xoay người đi về nơi khác. Hắn dĩ nhiên không có thiện cảm với Bí Tông, phải nói là hắn rất muốn diệt tông môn này. Chuyện trước đây tông môn này tính kế với hắn, hắn vẫn không quên. Nếu như không phải hắn có Hồng Mông Tháp, trên đời này đã không có Dương Diệp nữa. Tuy nhiên, hắn cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm gây phiền phức cho đối phương. Rất nhanh, Dương Diệp biến mất khỏi tầm mắt của Vân Thiển. Lúc này, một lão già xuất hiện ở bên cạnh Vân Thiển. Đó là ai vậy? Vân Thiển khẽ lắc đầu. Không quen, tuy nhiên, đối phương cho ta một cảm giác quen thuộc. Lão già liếc nhìn về phía xa, sau đó nói. Nơi đây nguy hiểm đáng sợ đến cực điểm, cẩn thận một chút. Vân Thiển khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía lão già. Vân trưởng lão, tông chủ bọn họ muốn đi tới thượng giới sao? Lão già khẽ gật đầu. Tông chủ cùng ba gã trưởng lão khác của bí tông ta đã có thực lực đã đạt đến bình cảnh, bọn họ chỉ đi tới thượng giới, mới có thể nhanh chóng đột phá. Cho nên, bọn họ quyết định liên thủ đi thử. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vân Thiển. Vân nha đầu, sở dĩ tông chủ bọn họ đưa các ngươi đến đây, là hy vọng cho các ngươi mở mang kiến thức một chút về cường giả chân chính của thế giới này. Đồng thời cũng muốn rèn luyện các ngươi, bởi vì tương lai của bí tông nằm ở trong tay các ngươi. Vân Thiển im lặng một lát, sau đó nói. Vân trưởng lão, trước đây Dương Diệp cùng bí tông ta có chuyện gì vậy? Lão già lắc đầu. Chỉ có đám người tông chủ bọn họ biết thôi. Vân Thiển khẽ gật đầu, không nói gì. Đi thôi. Lão già nói xong, xoay người lập tức biến mất. Vân Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp biến mất trước đó, sau đó cũng xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp tuyệt đối không lập tức đi tới Thiên Trụ Sơn, mà tìm một chỗ đất trống, sau đó ngồi xuống. Tu luyện. Việc cấp bách với hắn bây giờ là mau chóng nâng cao thực lực. Bây giờ hắn chính là một bánh trái thơm ngon, người người đều muốn cắn một cái. Có thể tưởng tượng được, một khi tung tích của hắn bị lộ, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm đến hắn. Còn có một điểm nữa, đó chính là hắn cũng muốn đi tới thượng giới. Hắn chưa bao giờ quên chuyện của Tiểu Thất. Đưa Tiểu Thất về nhà. Mà bởi vì Hồng Mông Tháp, mặc dù hắn không đi tới thế giới lớn, nhưng hắn biết rõ đi tới thế giới lớn, phiền phức của hắn chắc chắn sẽ nhiều hơn, khủng khiếp hơn bây giờ. Từ giây phút hắn bắt đầu trở thành huyền giả đã quyết định cả đời này của hắn không có cách nào bình yên. Không mạnh thì chết. Tu luyện. Bây giờ Dương Diệp phải tu luyện cảnh giới, hắn chỉ là chân cảnh nhất đoạn, chân cảnh nhất đoạn đối với hắn vẫn còn có chút không đủ. Đặc biệt vào lúc giao đấu cùng cường giả chân chính, hắn luôn phải lo lắng huyền khí cạn kiệt. Cho dù cơ thể của hắn cũng rất mạnh, nhưng nếu như không có huyền khí, thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Cảnh giới nâng cao, không thể nghi ngờ là đặc biệt khó khăn, đặc biệt là sau khi đạt được chân cảnh. Bởi vì vậy nhu cầu đối với lượng huyền khí cũng lớn vô cùng, hơn nữa còn không thể là huyền khí bình thường. Sở dĩ hệ Thiên Tuyền không có cường giả cảnh giới cao hơn luân hồi, cũng là bởi vì không có linh khí tốt. Mà người Trung Thiên Vũ Trụ muốn đi Đại Thiên Vũ Trụ, ngoại trừ truy tìm võ đạo văn minh tốt hơn, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất chính là truy tìm linh khí tốt hơn. Nếu như là cường giả chân cảnh bình thường, đối phương muốn đột phá sẽ rất khó, cần phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng đối với Dương Diệp, muốn đột phá cũng không phải quá khó. Bởi vì hắn có đầy đủ linh khí, dĩ nhiên linh khí này chính là Tiểu Bạch cùng viên linh châu kia. Còn có một điểm nữa chính là huyền khí của hắn có chất lượng cũng đủ tốt. Theo hắn suy nghĩ,
thật ra hắn không cần đi thượng giới, có thể ở trung thiên vũ trụ này đột phá đến chân cảnh lục đoạn trở lên. Đương nhiên, muốn làm được điều này trong thời gian ngắn là không thể. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp gọi Tiểu Bạch qua. Khi Tiểu Bạch biết Dương Diệp cần nàng giúp đỡ, ánh mắt nàng lập tức sáng lên, trong đôi mắt đầy vẻ hưng phấn. Thoáng cái, tất cả trong phòng tu luyện xuất hiện linh khí giống như thực chất, những linh khí này tràn ngập trong phòng tu luyện. Nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nàng nhảy đến trên vai của Dương Diệp, hai móng nhỏ học Dương Diệp đặt chồng lên nhau, giữ ở vị trí bụng mình, tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ mở ra, bắt đầu hấp thu những linh khí này. Tu luyện, nàng cũng muốn tu luyện. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp. Hậu Khanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cùng Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn qua Hậu Khanh, không nói gì. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Cùng Kỳ, mấy ngày nay ta phát hiện ra một vấn đề. Ngươi nói xem, vì sao vị kia lại lựa chọn tiểu tử này làm truyền nhân của hắn vậy? Cùng Kỳ nhíu mày. Ngươi hỏi vậy là có ý gì gì? Hậu Khanh đạo. Tháp này là pháp bảo bản mệnh của vị kia, cho dù hắn đã không cần tháp này, nhưng hắn chắc cũng truyền cho mấy vị đệ tử thân truyền kia của hắn. Nhưng hắn không làm vậy mà truyền tháp này cho tiểu tử này. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cùng Kỳ nói. Là nữ nhi của thiên quân trộm ra, chỉ là nhân duyên trùng hợp, cuối cùng rơi vào trong tay tiểu tử này. Vô nghĩa. Hậu Khanh hừ lạnh nói. Nếu như hắn không hài lòng về tiểu tử này nhận được tháp này đã chết sớm. Tiểu tử này nhận được tháp này giúp đỡ, chứng tỏ rõ ràng vị kia tán thành tiểu tử này. Sau đó lại có vấn đề tới, tại sao vị kia muốn tìm một người điên như thế để làm truyền nhân? Cùng Kỳ im lặng. Lúc này, Hậu Khanh lại nói. Ta luôn cảm thấy vị kia làm cho tiểu tử này làm truyền nhân, có thể là có âm mưu gì đó. Chỉ là không biết âm mưu này là nhằm vào vu tộc ta cùng yêu tộc ngươi, hay là nhằm vào nhân tộc bọn họ. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Ta cảm thấy không có thể là nhằm vào vu tộc ta cùng yêu tộc. Sao lại nói như thế? Cùng Kỳ hỏi. Hậu Khanh đạo. Ngươi đừng quên kẻ địch lớn nhất của vị kia là ai? Nghe vậy, Cùng Kỳ nheo mắt lại. Ngươi muốn nói gì? Hậu Khanh trầm giọng nói. Tranh đạo chính thống. Nghe vậy, vẻ mặt Cùng Kỳ dần dần nghiêm trọng. Lúc này, Hậu Khanh lại nói. Nếu như mục đích của đối phương thật sự là điều này, vậy phiền phức của tiểu tử này cũng lớn hơn. Phải biết rằng, mấy vị kia tuy bình thường không tham gia tranh đấu trong thế tục, nhưng một khi bọn họ không nhịn được, muốn bắt đầu tranh đạo chính thống, con mẹ nó vậy thì thật đáng sợ. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Ta không muốn ở cùng tiểu tử này nữa, nếu không, một ngày kia lão tử chết thế nào cũng không biết. Cùng Kỳ im lặng sau một hồi, sau đó nói. Mặc dù chỉ là suy đoán của ngươi, nhưng, nói cũng không phải không có lý. Chỉ là tại sao vị kia lại muốn lựa chọn người này. Trong truyền nhân của hắn, hẳn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn, ưu tú hơn tiểu tử này đi. Hậu Khanh suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngươi không phát hiện ra sao, tiểu tử này chính là một kẻ lỗ mãng. Hắn rất thích hợp để phá tan quy tắc, hắn cũng dám phá quy tắc. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng, thật ra, người phát hiện ra không, tiểu tử này cũng không phải là người bình thường. Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Cùng Kỳ. Người phát hiện ra rồi à? Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Trước đây ta chỉ là có chút nghi ngờ, bởi vì ta cảm thấy hạ giới không có khả năng có người như thế, nhưng trước đó không lâu, ta đã xác định được. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Chuyện càng lúc càng phức tạp. Hậu Khanh đạo. Quả thật càng lúc càng phức tạp. Ngươi có tính toán gì cho tương lai không? Đối với tiểu tử này đấy. Cùng Kỳ lắc đầu. Chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, tiểu tử này làm người không tệ, ít nhất không giả dối, nói tình nghĩa. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Tuy ngay từ lúc đầu ta đã muốn giết chết hắn, nhưng gần đây ở cùng một chỗ, người này đúng là nam nhân. Nhưng trên người hắn có rất nhiều nhân quả, sở dĩ nữ tử váy màu đỏ này không dám ra tay cướp kiếm cùng bảo vật của hắn, cũng là bởi vì đối phương không dám nhận lấy những nhân quả của hắn. Thật ra, đừng nói là đối phương, cho dù là ta cũng không dám. Cùng Kỳ liếc nhìn Hậu Khanh. Bây giờ ngươi đã nhận ra rồi sao? Nếu như tiểu tử này chết,
tháp này sẽ trở thành trạng thái vô chủ, sau đó nhất định sẽ đóng kín, đến lúc đó, cả đời ngươi cũng không ra được. Hậu Khanh lắc đầu. Trước đây đầu lão tử bị cửa kẹp, mới có thể tự mình chạy vào. Cùng Kỳ đang muốn nói, đúng lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh, không gian ở đó đột nhiên vặn vẹo, bắt đầu chấn động mãnh liệt. Thoáng cái, hai mắt Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh đồng thời trợn tròn, ở trong mắt hai người đầy vẻ khó tin. Qua một hơi thở, cổ họng Hậu Khanh lăn lộn. Gặp quỷ à! Sở dĩ Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh như vậy, là bởi vì bọn họ phát hiện linh khí ở đó đều biến mất. Đúng vậy, tất cả linh khí đều không thấy. Lúc này, ở đó chỉ còn lại có không khí, không có linh khí. Chỉ trong chớp mắt, tất cả linh khí ở tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp đều biến mất. Là vật nhỏ kia đang dở trò. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Hậu Khanh tất nhiên hiểu rõ Cùng Kỳ đang nói về ai, vật nhỏ kia chính là Tiểu Bạch nghịch ngợm. Trong tầng thứ ba của Hồng Mông Tháp, lúc này, bên cạnh Dương Diệp, cơ thể Tiểu Bạch đang nhẹ nhàng rung động, miệng của nàng lại hút khẽ. Mỗi lần nàng hút đều sẽ có một sương mù màu trắng tiến vào trong miệng nàng. L. Ngoài việc đó ra, lúc này Tiểu Bạch đã khác trước rất nhiều, cơ thể nàng không chỉ lớn hơn trước, cả người từ trên xuống dưới còn có ánh sáng lấp lánh quấn quanh. Bởi vì động tĩnh do Tiểu Bạch gây ra đã làm cho Dương Diệp tỉnh lại. Nhìn Tiểu Bạch trước mắt, trong mắt Dương Diệp tràn ngập sự tò mò, hắn biết lúc này Tiểu Bạch nhất định là đang phát sinh biến hóa gì đó, hoặc nói, Tiểu Bạch sắp thăng cấp. Cứ như vậy, qua khoảng qua một canh giờ sau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, Tiểu Bạch chậm rãi mở mắt ra. Vào giây phút khi nàng nhìn thấy Dương Diệp, nàng lập tức tuét miệng cười, sau đó chui vào trong lòng của Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Vật nhỏ, có phải ngươi thăng cấp hay không? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, mắt chớp chớp, có chút không hiểu ý của Dương Diệp. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nàng không phải thăng cấp, mà là tiến hóa. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xuất hiện ở phía sau hắn, nữ tử này chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đi tới bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Nàng tiến hóa, nàng bây giờ rất khủng khiếp. Rất khủng khiếp. Dương Diệp nói. Khủng khiếp như thế nào? Tiểu Thiên khẽ cười nói. Một hơi thở của nàng có thể hút sạch linh khí của một thế giới nhỏ. Dương Diệp sửng sốt một chút, sau đó nói. Hút sạch linh khí của một thế giới nhỏ à? Thật sự có thể làm được sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Đương nhiên, ngươi không phát hiện ra sao? Linh khí ở thế giới tầng thứ nhất đã bị nhóc này hút sạch rồi. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng nhắm mắt cảm nhận, rất nhanh, hắn mở mắt và nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện linh khí trong thế giới tầng thứ nhất đã thật sự bị hút sạch sẽ. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Nhóc này trời sinh có khả năng khắc chế đối với linh vật. Sau này nếu như ngươi chọc vào thế lực nào, cũng đừng ra tay, để cho tiểu tử này hút một cái, nàng có thể trực tiếp hút sạch linh mạch của đối phương. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là linh mạch của đối phương không có cường giả cùng trận pháp bảo vệ. Nói đến đây, nàng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, cười nói. Nhổ linh khí ra, nếu không, vạn vật trong đại lục Tiểu Thiên này sẽ phải chết. Tiểu Bạch tuét miệng cười, sau đó nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, trong phút chốc, một sương mù màu trắng rất nồng đậm từ trong miệng nó lao ra, trong phút chốc, trong cả phòng tu luyện lại một lần nữa đầy linh khí. Rất nhanh, đại lục Tiểu Thiên khôi phục lại bình thường. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch trước mặt, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch thật đúng là một bảo bối. Thành thật mà nói. Một đường đi tới, hắn nhờ có Tiểu Bạch giúp đỡ, bởi vì nếu như không có Tiểu Bạch không ngừng cung cấp linh khí cho hắn, hắn căn bản không có cách nào trưởng thành nhanh như vậy. Phải biết rằng, mỗi lần đột phá cảnh giới, nhu cầu đối với linh khí lại đặc biệt lớn. Bởi vì có Tiểu Bạch tồn tại, hắn căn bản không cần lo lắng về linh khí. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể nâng cao cảnh giới nhanh như vậy. Tuy nhiên đáng tiếc là lần này hắn không đạt được chân cảnh nhị đoạn. Nguyên nhân chủ yếu nhất dĩ nhiên là bởi vì Tiểu Bạch gây ra động tĩnh đã đánh thức hắn. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Ta có khả năng không cần quay về hệ thiên tuyền, cũng có thể khôi phục cơ thể. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Vì sao?
Tiểu Thiên cười nói. Bởi vì tử khí của ngươi, ta phát hiện ra một điểm, tử khí này của ngươi thật sự rất lợi hại. Mỗi ngày ta hấp thu những tử khí đó, không chỉ có thể khôi phục thân thể của ta, còn có thể làm cho ta trưởng thành. Ngươi cũng có thể tiến hóa à? Dương Diệp hỏi. Nói nhảm. Tiểu Thiên đảo mắt. Ngươi không phải cũng có thể tiến hóa sao? Dương Diệp cười gượng, lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Nhưng ta vẫn muốn quay về hệ thiên tuyền. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tiểu Thiên, sau đó khẽ nói. Ta đáp ứng ngươi, sớm muộn sẽ có một ngày ta dẫn ngươi quay về hệ thiên tuyền, ta cũng sẽ ở lại hệ thiên tuyền. Chỉ là ngươi nên biết, nếu như bây giờ ta quay về hệ thiên tuyền nói, vậy không thể nghi ngờ chính là tai họa đối với hệ thiên tuyền. Bây giờ vô số người đều muốn gây rắc rối cho hắn, nếu như hắn quay về hệ thiên tuyền, một khi những người này đi tới hệ thiên tuyền, không hề nghi ngờ, hệ thiên tuyền có thể sẽ phải biến mất khỏi trên đời này. Đừng nói là hệ thiên tuyền, bây giờ hắn cũng không dám quay về Dương gia. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Dương Diệp khẽ nói. Tin tưởng ta, ngày đó sẽ không quá xa. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Điều này thì không chắc, bước chân người quá nhanh, ai biết sau này ngươi sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Phải biết rằng, với một người, thực lực của hắn càng mạnh, chuyện hắn gặp phải có khả năng càng nhiều hơn, cho nên, một khoảng thời gian dài trong tương lai, ngươi có thể sẽ có chuyện phiền toái rất lớn. Dương Diệp cười nói. Nhưng ta sớm muộn sẽ có một ngày phải quay về hệ thiên tuyền. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Ta chờ ngươi, sau khi nói chuyện phiếm cùng Tiểu Thiên xong, Tiểu Thiên dẫn theo Tiểu Bạch rời đi. Tuy Tiểu Bạch còn muốn chơi cùng Dương Diệp, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tiểu Thiên, nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo Tiểu Thiên. Tiểu Bạch sợ nhất có hai người, một là Dương Diệp, hai chính là Tiểu Thiên. Nói chính xác, chỉ có Dương Diệp cùng Tiểu Thiên mới có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Đặc biệt là Tiểu Thiên, nàng cùng Tiểu Thiên sinh ra ở một thế giới, Tiểu Thiên sinh ra sớm hơn nàng, bởi vậy, quan hệ giữa nàng cùng Tiểu Thiên rất kỳ diệu, có chút giống như tỉ muội. Sau khi Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên rời đi, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện. Đột phá cảnh giới chính là nén huyền khí trong cơ thể, sau đó làm cho cơ thể hấp thu những huyền khí này. Không phải một lần, mà là vô số lần, đạt đến cực hạn trước mắt của cơ thể hắn, sau đó chính là đột phá. Cho nên, điều này đặc biệt tiêu hao huyền khí, nhưng đối với Dương Diệp, thứ không thiếu nhất chính là huyền khí. Hơn nữa, đột phá cảnh giới cũng có nguy hiểm, bởi vì một khi làm không tốt, cơ thể hấp thu quá độ cũng có thể sẽ trực tiếp chứng quá phát nổ cơ thể. Nhất định phải khống chế được mức độ kia, cho dù là Dương Diệp cũng không dám khinh thường. Cơ thể của hắn phá từ bên ngoài thì rất khó, nhưng phá từ bên trong, vậy lại có phần dễ dàng hơn. Dù sao, ngũ tạng của con người vẫn rất yếu đuối. Thời gian dần trôi qua, mỗi ngày điều Dương Diệp phải làm chính là không ngừng hấp thu huyền khí, sau đó nén huyền khí, cuối cùng sử dụng những huyền khí này kích thích tiềm năng trong cơ thể. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại. 6 tháng sau, một ngày nào đó, Dương Diệp ở trong phòng tu luyện đột nhiên mở mắt. Phù, một hơi khí đục từ trong miệng Dương Diệp phun ra, rất nhanh, Dương Diệp đã đứng lên. Khi hắn đứng lên, một khí tức cường đại lập tức từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, không gian bên trong phòng tu luyện lập tức bị khí tức này chấn động tạo thành từng cuộn sóng. Nhưng chẳng bao lâu, khí tức này đều trào ngược vào trong cơ thể hắn. Chân cảnh nhị đoạn. Trải qua 6 tháng khổ luyện, hắn cuối cùng đã đạt tới chân cảnh nhị đoạn. Sau khi đạt được chân cảnh nhị đoạn, thực lực chỉnh thể của hắn tăng lên rất nhiều, nếu bây giờ hắn gặp phải người đưa tang trước đây, vậy hắn căn bản không cần chiến đấu khổ cực như vậy. Tìm một người luyện một chút. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp bây giờ, rất nhanh, hắn đã nghĩ đến Cùng Kỳ. Không do dự, Dương Diệp đi tới tầng thứ nhất tìm được Cùng Kỳ. Cùng Kỳ cũng không phản đối đề nghị của Dương Diệp. Dương Diệp cầm trường kiếm trong tay đứng đối diện Cùng Kỳ, Cùng Kỳ lại hơi nghiêng người về trước, hai cái chân đứng ở mặt đất. Trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, Dương Diệp lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một đường kiếm quang sáng như tuyết chợt lóe lên ở nơi đây. Trong mắt Hậu Khanh lóe lên sự kinh ngạc. Tốc độ kiếm quá nhanh. Phía xa, vào giây phút Dương Diệp biến mất, trong mắt Cùng Kỳ lóe lên sự ngoan độc, trong phút chốc, hắn giơ chảo phải chợt vỗ một cái về phía trước. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây,
Cùng kỳ bị một kiếm này chấn động cho liên tiếp lùi lại phía sau đủ trăm trượng, Dương Diệp cũng bị lực lượng của Cùng Kỳ chấn động đến hơn trăm trượng. Gào! Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên gầm lên giận dữ, trong phút chốc, hắn trực tiếp tung người nhảy lên, giống như một ngọn núi lớn đụng mạnh về phía Dương Diệp. Hắn đi qua nơi nào, không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình. Va chạm này không chỉ có lực lượng rất mạnh, tốc độ còn rất nhanh, Dương Diệp gần như không kịp phản ứng, Cùng Kỳ đã đi tới trước mặt của hắn. Dương Diệp không dám khinh thường, chân phải dẫm mạnh xuống mặt đất một cái, cả người bay lên không trung nửa trượng, thoáng cái, tay trái hắn nắm kiếm bổ xuống phía dưới. Suy! Một kiếm này trực tiếp đánh cho không gian xung quanh vỡ ra. Bởi vì một kiếm này gia tăng hai loại ý cảnh minh cảnh, khi đối mặt với Cùng Kỳ, hắn cũng không dám giữ lại, tuy người này rất lâu không ra tay, nhưng hắn hoàn toàn không dám khinh thường, cho dù người trước mắt này không phải là chân thân của đối phương. Sau khi một kiếm này của Dương Diệp đánh nát không gian xung quanh, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó, ngay sau đó, không gian bị đánh nát trực tiếp được chữa trị. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp va chạm vào Cùng Kỳ theo cách thức thô bạo nhất. Ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, thoáng cái, Cùng Kỳ cùng Dương Diệp trực tiếp tách ra. Lúc này, một người một thú cách nhau 300 trượng. Ở đó, Cùng Kỳ cùng Dương Diệp liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, bọn họ đều nhíu mày. Nhanh đi ra xem thử. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp không nói gì, hắn trực tiếp trở lại trong hiện thực, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn, không biết nhìn thấy gì, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhìn rất lâu, cổ họng hắn lăn lộn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Trò đùa gì vậy? Tiểu tử, nhanh ẩn nấp đi, nhanh một chút, nếu không ngươi phải chết. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói lo lắng của Cùng Kỳ. Dương Diệp! Không thể không nói, lúc này Dương Diệp có chút sửng sốt. Tuy nhiên, hắn vẫn nghe lời Cùng Kỳ nói, lập tức lắc mình bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Tuy tiến vào Hồng Mông Tháp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Ở phía bắc cuối xích địa có một ngọn núi lớn chọc trời, cho dù lấy ánh mắt của Dương Diệp cũng không nhìn thấy được đỉnh ngọn núi này. Núi này chính là Thiên Trụ Sơn nối liền Trung Thiên Vũ Trụ cùng Đại Thiên Vũ Trụ. Mà giờ phút này, ở trên Thiên Trụ Sơn có một con rồng lớn màu đen cực kỳ khổng lồ đang xoay quanh, rồng lớn to lớn, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của Dương Diệp, chỉ riêng đầu rồng kia đã lớn như một ngọn núi vậy. Con rồng lớn màu đen này là sinh vật lớn nhất mà Dương Diệp từng nhìn thấy cho đến tận lúc này. Con rồng đen quay quanh phía trên Thiên Trụ Sơn, từ vị trí của Dương Diệp nhìn lại, có thể thấy được rõ ràng một đuôi rồng cực lớn thò về phía điểm cuối của Thiên Trụ Sơn. Trên Thiên Trụ Sơn, rồng lớn màu đen lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh, nó đảo mắt qua chỗ nào, không người nào không khiếp sợ. Lúc này, tất cả Thiên Trụ Sơn cùng xích địa yên lặng tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Qua vài hơi thở, rồng lớn màu đen đột nhiên nhíu mày, trong mắt có một tia nghi ngờ. Rất nhanh, ánh mắt của nó lại đảo về bốn phía xung quanh, lần này, nó liếc nhìn qua rất chậm, dường như đang tìm kiếm gì đó. Sau vài hơi thở, chân mày của con rồng lớn màu đen càng nhíu chặt. Cũng không lâu lắm, con rồng đen lắc đầu, sau đó leo lên đỉnh Thiên Trụ Sơn, chỉ trong giây lát, nó lại là hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Phù! Giờ phút này, tất cả mọi nơi trong Thiên Trụ Sơn cùng xích địa không hẹn mà cùng vang lên từng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bên trong Hồng Mông Tháp, tiểu tử kia hình như đang tìm ngươi. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp trước mặt, nói. Dương Diệp đang muốn nói, Hậu Khanh lại đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ. Tiểu tử kia làm sao có thể tìm người này? Cùng Kỳ liếc nhìn Hậu Khanh. Biết nó bị cách chức xuống thế nào không? Hậu Khanh lắc đầu. Không biết, tuy nhiên ta nghe nói, hắn phạm sai lầm gì đó rất lớn. Nào chỉ là sai lầm lớn? Cùng Kỳ nói. Đó đơn giản là sai lầm cực lớn, nếu như không phải nó đã từng lập được công lớn cho thiên giới, đầu nó đã sớm bị cắt bỏ. Hắn làm gì? Hậu Khanh hơi tò mò nói. Cùng Kỳ lắc đầu. Nó cũng là một kẻ ngốc, lại có thể giúp đỡ nữ nhi của thiên quân đi trộm chí bảo của vị kia. Hậu Khanh ngây người, sau đó nói. Vị kia không phải là chủ nhân cũ của tháp này chứ? Lão già mặc áo đạo sĩ. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Chà chà, Hậu Khanh lắc đầu, lá gan của nó đủ lớn, nó là không có đầu óc,
Cùng Kỳ khẽ nói. Ngươi biết không, chuyện này thiếu chút nữa mang đến họa lớn ngập trời cho thiên tộc, còn thiếu chút nữa hại chết nữ nhi của thiên quân. Nghe nói, trước đây thiên quân tức thiếu chút nữa chém đầu nó xuống. Nếu như không phải trong thiên tộc có người cầu xin cho nó, bây giờ thi thể của nó có khả năng cũng mục nát rồi. Vị kia không truy cứu sao? Hậu Khanh đạo. Cùng Kỳ lắc đầu. Truy cứu thì thế nào? Lẽ nào ra tay với thiên tộc sao? Hiển nhiên là không có khả năng rồi. Hơn nữa, vị kia cũng rất thích tiểu nha đầu lừa đảo này, cho nên, trước đây chuyện này lại bị bỏ qua như vậy. Tiểu nha đầu lừa đảo là chỉ tiểu thất sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Chính là nàng, đại ma đầu thiên tộc. Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ lại nói. Tuy vị kia không truy cứu, nhưng thiên quân sao có thể không truy cứu được? Chuyện này thiếu chút nữa mang đến họa lớn ngập trời cho thiên tộc. Tuy thiên quân không chém giết tên ngốc này, nhưng khó tránh khỏi tội. Cho nên, hắn bị lưu vong, đời đời kiếp kiếp trấn giữ thiên trụ sơn. Nghe vậy, Dương Diệp hiểu rõ. Con vật to lớn vừa rồi chắc chắn có quen biết với tiểu thất, trước đây sở dĩ tiểu thất có thể nhận được hồng mông tháp, cũng là bởi vì nó giúp đỡ. Sau đó tiểu thất chạy thoát, nó lại chịu thảm. Lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Không đúng. Thực lực của lão già mặc áo đạo sĩ mạnh như thế, nó cũng không có khả năng nhận được bảo vật từ trên người hắn chứ. Cùng Kỳ lắc đầu. Lão già mặc áo đạo sĩ tuyệt đối không đặt bảo vật kia trong người, mà là đặt ở trong đan lâu của hắn. Mà tiểu nữ oa kia thường chạy tới chỗ đan lâu của hắn chơi. Không biết con rồng ngu ngốc này bị tiểu cô nương kia lừa thế nào, lại có thể lợi dụng hơi thở rồng che giấu khí tức của nàng, sau đó cùng nàng bước vào tầng cao nhất của đan lâu. Nói chung, nếu như không có giúp đỡ của nó, nhà đầu kia tuyệt đối không có khả năng nhận được bảo vật này. Dương Diệp nói, con rồng vừa rồi chính là Trúc Long mà ngươi đã từng nói với ta sao? Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Bây giờ, con rồng ngu ngốc này cũng chỉ có một cách để được giải thoát, đó chính là tìm được tiểu thất. Bởi vì chỉ có tiểu thất mới có khả năng thay nó cầu xin thiên quân. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Tiểu thất lại ở chỗ của ta, ta dẫn theo tiểu thất đi tìm nó, sau đó bảo nó giúp ta quét ngang những lão bất tử ở thiên trụ sơn này. Nói xong, Dương Diệp lại muốn rời khỏi hồng mông tháp, mà lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Ngươi nếu muốn chết thì cứ đi tìm nó đi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cùng Kỳ nói. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được một điểm, bây giờ tiểu thất đang hôn mê. Ngươi đi tìm nó, nếu nó cho rằng tiểu thất hôn mê là ngươi gây ra, khi đó, ngươi làm thế nào? Đặc biệt tháp này còn ở trong tay ngươi, ta có thể tưởng tượng được, nó tuyệt đối sẽ cho là ngươi giết người đoạt bảo. Dương Diệp. Cùng Kỳ lại nói. Còn nữa, con người không thể không có lòng đề phòng, tháp này bây giờ ở trong tay ngươi, nếu nó có ác ý, khi đó, ai cũng không cứu được ngươi. Đây không phải là đang đe dọa ngươi, ngươi nên biết. Mức độ chân quý của bảo vật này, có thể nói, trong đại thiên vũ trụ không có bất cứ người nào không mong có được nó. Cho nên, khi tiểu thất chưa tỉnh lại, người tốt nhất đừng đi tìm nó, ngược lại, cách nó xa một chút. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Cùng Kỳ nói không sai, con người không thể không có lòng đề phòng. Nếu chẳng may con rồng kia nảy ra ý xấu, vậy hắn tuyệt đối sẽ phải chết. Mặc dù chưa từng chiến đấu với đối phương. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn căn bản không phải đối thủ của con rồng kia. Hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Tuy điều này có chút công kích người, nhưng sự thật chính là như vậy. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi cùng hắn có quan hệ như thế nào? Ngươi đừng hy vọng vào ta, Cùng Kỳ khẽ nói. Bởi vì ta và hắn không quen. Dương Diệp. Tiểu tử, vừa rồi Trúc Long nhất định đã ngửi thấy mùi gì đó. Cho nên mới hiện thân. Cho nên, bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nói. Hắn không thể cảm nhận được tiểu thất bên trong hồng mông tháp chứ. Cùng Kỳ lắc đầu. Nếu như ta không đoán sai, hắn chắc cảm nhận được khí tức tiểu thất ở trên người ngươi. Dù sao, ngươi đã từng tiếp xúc qua với tiểu thất. Cho nên, bây giờ ngươi ra ngoài, cần phải che giấu khí tức của mình lại. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Dương Diệp tuyệt đối không lập tức rời khỏi hồng mông tháp,
mà hàn huyên cùng Cùng Kỳ và Hậu Khanh một hồi. Từ trong miệng của Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh, Dương Diệp ít nhiều đã hiểu rõ một ít chuyện liên quan tới thế giới lớn. Tuy nhiên, khi hắn hỏi lão già mặc áo đạo sĩ rốt cuộc có thân phận gì, hai người đều câm miệng. Điều này làm cho Dương Diệp khá buồn bực. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp tính rời khỏi Hồng Mông Tháp. Lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hậu Khanh. Tiền bối, kiếm gỗ này là do ngươi phong ấn, ngươi có thể giải phong ấn không? Kiếm gỗ đang ở trạng thái phong ấn còn mạnh mẽ như vậy, nếu như giải phong ấn, vậy uy lực của nó tuyệt đối sẽ đặc biệt khủng khiếp. Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Ngươi tốt nhất đừng giải phong ấn. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói. Bởi vì sau khi giải phong ấn, lực lượng của nó quá mạnh mẽ, khi đó ngươi căn bản không có cách nào sử dụng nó, hiểu chưa? Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, không nói gì, lập tức rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ở đó, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hắn nhìn về phía Thiên Trụ Sơn, vị trí của hắn bây giờ cách Thiên Trụ Sơn vẫn rất xa, nhưng hắn có thể nhìn thấy Thiên Trụ Sơn, bởi vì Thiên Trụ Sơn thật sự rất cao. Điểm cuối của Thiên Trụ Sơn chính là Đại Thiên Vũ Trụ. Mà hắn cũng cần đi tới Đại Thiên Vũ Trụ. Im lặng rất lâu, thân hình của Dương Diệp thoáng động, tính rời đi, mà lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, không biết hắn nhìn thấy gì, khóe miệng hắn dần dần cong lên. Không ngờ được các ngươi cũng tới. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Ngoài mấy vạn trượng, hai lão già đang lao nhanh trên không trung. Hai lão già này là hai cường giả chân cảnh Doanh gia trước đây đã chạy trốn. Doanh Khoa, bản thể tổ tiên Doanh Tĩnh còn ở trung thiên vũ trụ này, vì sao bản thể của nàng không xuất hiện? Nếu như bản thể của nàng xuất hiện, có thể giết đám người Dương Diệp trong nháy mắt đi. Một lão già bên cạnh Doanh Khoa đột nhiên nói. Doanh Khoa lắc đầu. Tổ tiên Doanh Tĩnh nhất định có chỗ khó xử của nàng. Lão già bên cạnh Doanh Khoa trầm giọng nói. Nghe nói, Dương Diệp cũng tới Thiên Trụ Sơn. Doanh Khoa hừ lạnh một tiếng. Hắn là đi tìm chết, một khi hắn lộ diện, cho dù là Dương Vô Địch lão tử của hắn xuất hiện, cũng cứu hắn không được. Lão già bên cạnh Doanh Khoa lắc đầu. Lúc này đều do Doanh Khánh cùng Doanh Vực, hai người này vì một chút lợi ích riêng làm Doanh gia ta sa sút tới tình cảnh như bây giờ, hai người này là tội nhân thiên cổ của Doanh gia ta. Doanh Khoa không nói gì, tuy nhiên ở trong lòng hắn cũng tán thành lời lão già bên cạnh nói. Sở dĩ Doanh gia sẽ biến thành như bây giờ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là quyết định của Doanh Khánh, Doanh Khánh lựa chọn đối địch với Dương Diệp, nếu như Doanh Khánh có thể giết chết Dương Diệp thì không có gì. Nhưng Doanh Khánh bọn họ không có cách nào giết chết Dương Diệp. Im lặng chín hơi thở, Doanh Khoa lắc đầu. Việc đã đến nước này, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta tăng nhanh tốc độ, mau chóng chạy tới Thánh Khư Thành. Nói đến đây, trong đôi mắt của hắn đột nhiên xuất hiện sát ý lạnh lẽo. Ta đã điều tra rõ ràng, những nữ tử trước đây đi giúp Dương Diệp, các nàng đến từ một thế lực tên là U Minh Điện, mà giờ phút này các nàng đang ở Thánh Khư Thành dưới chân núi Thiên Trụ Sơn. Lão già bên cạnh Doanh Khoa trầm giọng nói. Những nữ tử kia cũng chỉ là chân cảnh nhất đoạn, nhưng mỗi người các nàng đều có thực lực nghịch thiên, hai người chúng ta, sợ rằng không có cách nào bắt các nàng. Doanh Khoa cười lạnh nói. Lần này, các nàng chắc chắn phải chết. Vì sao? Lão già hỏi. Doanh Khoa nói. Bởi vì các nàng và Dương Diệp có quan hệ, ở Thiên Trụ Sơn, những người có liên quan đến Dương Diệp đều là đối tượng mà những lão quái vật kia đều muốn đối phó. Bởi vì chỉ có ra tay với các nàng, mới có khả năng ép Dương Diệp hiện thân. Nghe nói Thánh Khư Thành đã mở ra đại trận, nhốt các nàng ở trong thành. Bây giờ Thánh Khư Thành chỉ có thể vào mà không thể ra. Nói đến đây, vẻ mặt Doanh Khoa trở nên dữ tợn. Trước đây nếu như không phải vì những nữ nhân này, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương căn bản không có cách nào diệt được Doanh gia ta. Hôm nay, các nàng sắp rơi vào tay lão phu, ta nhất định làm cho các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng lúc này, hai người đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở phía trước cách hai người không xa xuất hiện một nam tử mặc áo bào màu đen. Ngươi là ai? Doanh Khoa trầm giọng nói. Là phụ thân của ngươi. Nam tử mặc áo bào màu đen nói. Doanh Khoa. Tất nhiên, nam tử mặc áo bào màu đen này chính là Dương Diệp. Trước đó, khi phát hiện ra hai người Doanh Khoa, Dương Diệp không hề do dự,
lập tức đi theo qua. Hắn tự nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua trò người của Doanh gia. Đối với hắn, người của Doanh gia chính là một hậu họa, bởi vì hắn biết rõ, những người này bây giờ không ra, nhưng sau này nhất định sẽ đi ra đối phó với Dương gia. Chẳng qua lúc đó hắn cùng Dương Liêm Xương căn bản không tìm được tung tích người của Doanh gia, cho nên mới tạm thời bỏ qua. Mà hắn không ngờ được, hắn lại có thể gặp phải người của Doanh gia ở đây. Nếu gặp phải, vậy dĩ nhiên sẽ giết chết. Trước đây hắn từng lấy thần hồn thề. Hơn nữa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cộng thêm hai người trước mắt này còn muốn đi gây sự với đám người Minh Nữ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thần sắc của hai người Doanh Khoa lúc này lạnh xu lống, Doanh Khoa gằn giọng nói. Tiểu tạp chủng từ đâu tới, ngươi? Đúng lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt Doanh Khoa, thoáng cái, hắn chợt đánh một quyền về phía Doanh Khoa này. Buồn cười. Doanh Khoa này cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, vung tay phải lên, một lực lượng cường đại từ trong tay hắn chút ra. Sở dĩ Doanh Khoa châm chọc là bởi vì hắn đã nhìn ra nam tử áo đen trước mắt này chẳng qua là cường giả chân cảnh nhị đoạn. Đối với hắn, người như thế quả thực không đáng để nhắc tới. Tuy nhiên hắn vẫn không khinh thường, sử dụng ra 7 phần lực lượng. Dù sao, nơi này là Thiên Trụ Sơn, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài yêu nghiệt. Vào giây phút khi Doanh Khoa phất tay, tay phải của Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thoáng cái, một thanh kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ này, hai người Doanh Khoa lập tức sởn tóc gáy. Dương Diệp, giờ phút này, trong đầu hai người đồng thời nghĩ đến tên này. Doanh Khoa phản ứng rất nhanh, khi kiếm gỗ của Dương Diệp xuất hiện, hắn cũng không có giảm bớt lực lượng, lại trực tiếp lắc mình muốn rời đi, nhưng vào lúc này, tốc độ của Dương Diệp đột nhiên tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Đại Na Di Thuật, đối mặt với hai người Doanh Khoa, hắn tất nhiên sẽ không lựa chọn đi lưu lại con át chủ bài, sau đó cùng đối phương đại chiến tới 300 hiệp. Điều này hoàn toàn là vô nghĩa, không chỉ vô nghĩa còn là ngu xuẩn. Phải biết rằng, nếu như hắn làm như vậy, không chỉ lãng phí thời gian, còn dễ dàng bị lộ tung tích, tới khi đó hắn muốn thoát thân sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, hắn còn muốn đi tới Thánh Khư Thành gì đó. Có thể nói một kiếm này là cực hạn của Dương Diệp. Lại thêm hắn vốn cách Doanh Khoa gần như vậy, bởi vậy, Doanh Khoa còn chưa kịp phản ứng, kiếm của Dương Diệp đã xuyên qua giữa chân mày hắn. Suy, máu tươi từ giữa chân mày của Doanh Khoa bắn ra. Ngã xuống, một cường giả chân cảnh lục đoạn trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp giết chết trong nháy mắt. Lão già bên cạnh căn bản không có quan tâm tới Doanh Khoa này, thân hình hắn trực tiếp lóe lên, bỏ chạy về phía xa. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên chợt giẫm mạnh chân phải vào trong hư không, trong phút chốc, cả hắn và kiếm lập tức biến mất. Gia tăng đại na di thuật nhất kiếm sát na. Nhất kiếm sát na của hắn vốn có tốc độ rất nhanh, bây giờ lại tăng thêm đại na di thuật, tốc độ kia đã nhanh đến mức hoàn toàn có thể uy hiếp cường giả chân cảnh lục đoạn. Phải biết rằng, một kiếm này, ngay cả phân thân của Doanh Tĩnh trước đây cũng không có ngăn cản được. Vào giây phút Dương Diệp biến mất, ngoài vạn trượng. Suy, một đường kiếm quang đột nhiên bắn qua giữa chân mày của lão già kia, kèm còn có một vòi máu theo kiếm quang. Cơ thể của lão già hoàn toàn cứng đờ. Thoáng cái, kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão già, nhưng hắn mới vừa xuất hiện, cả người thiếu chút nữa ngã xuống. Tiêu hao quá độ. Nhất kiếm sát na tiêu hao cực lớn đối với bản thân hắn, mà bây giờ lại tăng thêm đại na di thuật, quả thực có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung về mức tiêu hao này. Bây giờ hắn đạt tới chân cảnh nhị đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra 2 lần. Vào giờ phút này, không chỉ huyền khí trong cơ thể hắn hoàn toàn không có, cơ thể cũng mệt mỏi tới cực điểm. Bây giờ, hắn có khả năng không đánh nổi cả một chí cảnh. Dương Diệp vội vàng lấy ra 2 viên đá năng lượng nuốt vào. Đá năng lượng vào cơ thể, lập tức hóa thành rất nhiều linh khí, những linh khí này liền bị Hồng Mông Tháp hấp thu, cuối cùng, một tia tử khí truyền đến trong cơ thể của Dương Diệp, mà khi những tử khí xuất hiện ở trong cơ thể hắn, lập tức lại bị cơ thể hắn điên cuồng hấp thu. Nhờ có Hồng Mông tử khí trị liệu, tốc độ khôi phục của cơ thể hắn quả thực có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp nhìn về phía hai bộ thi thể trước mặt, im lặng trong chớp mắt, tay phải hắn vẫy một cái,
hai bộ thi thể này lập tức bị hắn đưa vào trong Hồng Mông Tháp, cùng lúc đó, bản thân hắn cũng bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ ba, nhìn hai bộ thi thể trước mặt, kiếm ý trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, lập tức bao quanh chúng. Chế luyện con rối. Hắn đã rất lâu không chế luyện con rối, bởi vì hắn căn bản chướng mắt con rối bình thường, mà bây giờ, trước mắt có hai cường giả chân cảnh lục đoạn, nếu như có thể chế luyện thành con rối, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không nắm chắc có thể chế luyện hai người này thành con rối, dù sao thực lực của hai người này là chân cảnh lục đoạn. Nhưng thật may, bây giờ, kiếm ý của hắn lại là minh cảnh. Cho dù như vậy, nhưng ngay từ lúc đầu, hắn vẫn thất bại. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không buông tha. Sau khi trải qua thất bại hết lần này tới lần khác, cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ ba, Dương Diệp cuối cùng thành công chế luyện một thi thể trong đó thành con rối. Tuy nhiên, điều làm cho hắn có chút thất vọng là chiến lực con rối này không có cách nào so sánh cùng cường giả chân cảnh lục đoạn thật sự. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, dù sao đây cũng là vật chết. Một ngày sau, một thi thể khác đã biến thành con rối. Sau khi chế luyện hai bộ thi thể thành con rối, Dương Diệp lập tức rời khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó chạy về phía Thánh Khư Thành gì đó. Thánh Khư Thành. Thánh Khư Thành ở dưới chân núi Thiên Trụ Sơn, là một trong bốn thành lớn ở Thiên Trụ Sơn. Giờ phút này trên không trung Thánh Khư Thành có một màn ánh sáng mỏng che phủ tất cả Thánh Khư Thành. Màn ánh sáng này chính là Thiên Khư Đại Trận đại danh đỉnh đỉnh, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường cũng khó có thể phá hủy được nó. Ở chỗ cửa thành Thánh Khư Thành, lúc này trước cửa lớn có thêm một vòng xoáy màu xanh lam. Có thể tiến vào nhưng không thể ra. Trong thành, Thiên Các Lâu, lúc này, xung quanh Thiên Các Lâu tập trung hơn 200 người, những người này, thấp nhất đều là cường giả chân cảnh ngũ đoạn. Mặc dù có vài người là cường giả chân cảnh ngũ đoạn, nhưng chiến lực của bọn họ tuyệt đối có thể chống lại cường giả chân cảnh lục đoạn. Ngoại trừ những người này, trong bóng tối còn có một vài cường giả, tuy nhiên những người này tuyệt đối không đứng ra. Sở dĩ những người này vây quanh Thiên Các Lâu là bởi vì đám người minh nữ ở trong Thiên Lâu Các. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Dương Diệp. Tất cả mọi người biết Dương Diệp đã đi tới Thiên Trụ Sơn, nhưng Dương Diệp không hiện thân. Cho dù là những đại năng cũng không có cách nào tìm được Dương Diệp. Mà vào lúc này, đột nhiên có tin tức nói ra quan hệ giữa đám người minh nữ cùng Dương Diệp. Dù sao, lúc đám người minh nữ đi giúp Dương Diệp tuyệt đối không che giấu tung tích, người có tâm chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được. Sở dĩ tất cả mọi người ở đó không động thủ là bởi vì ở trước cửa Thiên Lâu Các đã có bốn bộ thi thể này đều là cường giả chân cảnh lục đoạn. Những nữ nhân trong Thiên Lâu Các này không phải là người đơn giản. Lúc này, một lão giả áo bào đen đột nhiên đi trước cửa Thiên Lâu Các, mà lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt lão giả. Nữ tử này chính là Minh Nữ. Lão giả áo bào đen liếc mắt nhìn Minh Nữ, sau đó nói. Vị cô nương này, chúng ta cũng không có ác ý gì với các vị cô nương, lần này vây kín ở đây chỉ vì Dương Diệp. Chỉ cần các vị tiết lộ hành tung của Dương Diệp ra, chúng ta sẽ lập tức lui lại. Minh Nữ nhìn lướt qua đám người lão giả áo bào đen, sau đó nói. Không biết. Nghe thấy Minh Nữ nói vậy, vẻ mặt rất nhiều người ở đó lập tức trầm xuống. Lúc này, lão giả áo bào đen nói. Vị cô nương này, lão phu biết các ngươi chỉ là chân cảnh nhất đoạn cùng nhị đoạn, nhưng thực lực lại có thể chống lại cường giả chân cảnh lục đoạn. Nhưng cô nương hẳn cũng hiểu rõ ở đây có bao nhiêu cường giả chân cảnh lục đoạn. Minh Nữ lắc đầu. Ta quả thật không biết tung tích của hắn. Lão giả áo bào đen nheo mắt lại. Các hạ muốn đối địch cùng tất cả cường giả Thiên Trụ Sơn chúng ta sao? Vẻ mặt Minh Nữ trầm xuống. Ta nói rồi, không biết là không biết. Lão giả áo bào đen nhìn Minh Nữ rất lâu, sau đó hắn xoay người nhìn về phía đám người phía sau. Các vị cũng nhìn thấy đấy, mấy vị này căn bản không có khả năng tiết lộ ra tung tích của Dương Diệp, cho nên, ta kiến nghị chúng ta tạm thời liên thủ, chờ bắt giữ các nàng, còn sợ các nàng không ngoan ngoãn nghe lời sao. Nghe thấy lão già này nói vậy, tất cả mọi người ở đó đồng thời nhìn về phía Minh Nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng lão già này lập tức khẽ cười, hắn nhìn về phía Minh Nữ. Một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc có nói hay là không? Minh Nữ nhìn lão già một lát, sau đó nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâu Các. Nhị tỷ, tỷ thấy thế nào? Trong phút chốc,
một đường ánh sáng đỏ đột nhiên chợt lóe lên. Khi ánh sáng đỏ này xuất hiện, sắc mặt lão già đối diện minh nữ lập tức đại biến, tay phải hắn chợt vỗ một cái về phía trước, một lực lượng khủng khiếp cuốn ra ngoài. Nhưng, suy, luồng ánh sáng đỏ này trực tiếp đánh nát lực lượng lão già kia. Ầm, ở trong ánh mắt mọi người, lão già kia trực tiếp bay ngược ra ngoài nghìn trượng. Lúc này, một mùi máu tươi gay mũi đột nhiên xuất hiện ở đó, cùng lúc đó, ở bên cạnh minh nữ có thêm một nữ tử trên quần áo dính máu. Nữ tử này chính là huyết nữ, nhị tỷ của U Minh Điện. Huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt đầy khí thế tàn ác. Dương Diệp không có, nắm đấm có, các ngươi có muốn không? Đúng lúc này, một chùm tia sáng màu đen đột nhiên từ phía xa kéo tới, trong chớp mắt lại tới trước mặt huyết nữ. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, huyết nữ trực tiếp bị chấn động đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt minh nữ lập tức nghiêm trọng. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nếu như hôm nay Dương Diệp không xuất hiện, ta lại lột trang phục của các ngươi, sau đó treo ở bên ngoài tường thành. Ở đó, tất cả mọi người nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, khi nhìn thấy người tới, ở đó lập tức có người kinh ngạc kêu lên. Lại là hắn, cha cha, không ngờ được ngay cả hắn cũng động tâm với thanh kiếm gỗ này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.